Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Gió qua rặng mù u của tác giả nhà văn Trà Bình. Phần 2. Qua phần diễn đọc Giang Ngọc. Việc trang vô khống cho Khánh bị vạch trần, biên bản do trang viết và cuộc đối thoại tại phòng trọ số 16 được thấm ghi âm lại. Đây là lời giải thích rõ ràng cho cả hai bên gia đình và bà con chòm sớm. Ông bà Tư cũng không còn thành kiến với con rể. Suốt mấy tháng, chưa bữa nào Khánh cảm thấy thoải mái như bữa nay. Sau giờ tan ca, Khánh về phòng trọ của Nam. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đang bóng mang giờ thét gào. Thấy Khánh tươi tỉnh hát, nam hỏi mới trúng vé số hả khánh không nói gì mà mỉm cười đưa hai bàn tay áp lên hai má của nam nam hỏi tiếp lạ chưa kìa hỏi không nói mà cứ cười khánh nhanh miệng nói 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 nha nói đi có chuyện gì mà bữa nay vui vậy khánh nắm bàn tay nam mình được giải thoát rồi nam ngạc nhiên Hả? Khánh không được bỏ vợ Tội nghiệp thấm lắm Khánh không nhịn được cười Ai bỏ vợ đâu Nam vẫn chưa hiểu Là sao? Nói đi Là đã tìm ra sự thật Con nhỏ trước phủ quán cà phê cho chị ba á. Nó không có cái bầu bí nào hết trơn á Vậy mà nó gấp lửa bỏ tay người Thiệt không? Chắc chắn không đó Chắc chắn Bữa trước á đã bắt tại trận, nó đã viết biên bản tường trình về hành vi vu khống, rồi chị ba nói á là thôi bỏ qua cho nó đi, vậy thì tốt rồi, từ nay phải cẩn thận với nhiều người đó, có khi họ tốt trước mặt mình nhưng phía sau á là những hành động vô tâm, biết rồi nhớ rồi người yêu mấy tháng qua khánh buồn lắm phải không? Yes giá như là trai thẳng đàn ông thật sự để con nhỏ đó vu khống thì cũng bớt uất ức đằng này nó lại nam chọc ghẹo nó lại vu khống cho người không công nông khánh cười, <cười> nói thẳng ra là ba d nam nhìn vô mắt khánh khánh đừng dùng những câu đó tuy bản tính của chúng ta là như vậy nhưng thật sự mình nghe hơi ok giờ mình nấu gì ăn đi nấu cơm nha khánh nam nấu cháo đi bữa nay không ăn cháo ăn cơm mình thích ăn cháo ăn cơm ăn cháo cơm cháo nói qua nói lại rồi cười đùa bỗng nam và khánh giật mình vì tiếng hỏi bên ngoài cửa nấu cơm chưa nam dạ em đang chuẩn bị nấu chị đi đâu vậy chị đi mua trứng gà khánh hỏi nam ai vậy Chị Thanh á, ở phòng bên cạnh, thấy chị đó ngày nào cũng mua trứng gà về ăn mà không ngán. Kể họ đi, có thể là món họp khẩu với họ. Trở lại con đường đất. Sáng sớm thức dậy, nắng ban mai đang trải rộng khắp khu vườn nhà. Ngoài sân, hai con vật đáng yêu, mèo con và chó con tinh nghịch vật lộn nhau. Mèo con làm tụt cái nơ đeo trên cổ chó con chị hai liễu thấy vậy vội chạy lại nhặt chiếc nơ cột lại cho chó con có tiếng xe gắn máy từ ngoài cổng vô sân ông năm đứng ở góc cây vú sữa nhìn vô ngạc nhiên nam có phải cháu nam không dạ thưa bác con mới về ông năm gọi bà ơi cháu nam nó mới về nè bà năm ở trong nhà đi ra nam lâu lắm rồi ba má ở quê có khỏe không con? Con cảm ơn bác và ba má con vẫn khỏe. Ông Năm rất vui, ông vỗ vai Nam. Hồi nay trứng chạc rồi, đã có vợ con gì chưa? Nam gãi đầu. Dạ, con chưa có bác. Bà Năm hỏi, công việc của con dưới quê có ổn không? Dạ, cũng bình thường bác. ờ, ừ, bấy lâu nay không gặp con Bác Năm cứ nhắc hoài món canh chua trước con nấu đó. Dạ. Vợ chồng Khánh đang ở khu vườn sau đi vô. Khánh bối rối vì Nam tới nhà mà không nói trước. Thấm vui vẻ chào. Chào anh Nam, anh về lâu chưa? Anh vừa tới, hai vợ chồng đang làm vườn hả? Dạ, tụi em đang dọn mấy cành củi khô. Ông Năm nói với bà Năm và các con. Bà, bữa trưa nay nhà mình nấu canh chua nghe Bà và con dâu nấu coi có giống canh chua của cháu Nam nấu không Khánh chạy xe ra quán bà Bảy mua rượu cho ba Nói với bà Bảy là đông loại rượu giống bữa vừa mới mua đó Dạ Thấm nói với chồng Anh Khánh chở anh Nam đi cùng cho vui À, anh ghé quán tạp hóa mua thêm ít me chua nấu canh nha anh nam và khánh nhìn nhau trước những lời nói tình cảm của thắm nam thầm nghĩ thắm là người phụ nữ mà có lẽ cái xã hội này khó ai gặp được chỉ mong khánh luôn đối xử tốt với thắm từ rất lâu rồi nam mới quay trở lại con đường đất đi ra quán bà bảy ven sông như có sự níu kéo sau khi mua rượu xong khánh dừng xe ở rặng cây mù u mọc ven đường Nam xuống xe Anh đứng hướng ra phía sông Mắt nhắm lại Hai tay gian hai bên Đón nhận làn gió mát Từ ngoài sông thổi vô Khánh ghé miệng Thỏ thẻ bên tay Nam Nam Sao bữa nay tới nhà Là mình muốn rụng tim luôn á Nam quay lại Đưa tay lên Nhặt mấy bông mù u vừa rụng Vương trên mái tóc của Khánh Khánh à, Tại vì suốt thời gian qua Nam vô cùng ấy nấy Nam cảm thấy có lỗi với ba má của Khánh Tại sao? Nam có làm gì đâu mà có lỗi Tại vì Nam sống và làm việc ở Bình Dương rất lâu rồi Mà cứ giấu Làm cho hai bác nghĩ là Nam ở dưới quê bấy lâu nay Gần kề nhau mà không tới thăm hai bác Cảm thấy có lỗi vô cùng Khánh à Cũng vì hoàn cảnh của chúng ta mà Nam Phải cũng vì những người như chúng ta không thể công khai trước gia đình và xã hội. Bữa nay coi như Nam ở dưới quê lên thăm gia đình Khánh. Và có một điều Nam muốn Khánh phải hứa với Nam. Nam nói đi là Khánh không bao giờ được bỏ thắm. Thế giới này Khánh là người may mắn khi có người vợ như thắm. Khánh im lặng một lát rồi nói Ý Nam là Nam chỉnh lại cổ áo của Khánh Khánh Bất cứ có chuyện gì xảy ra thì Nam cũng sẽ luôn ở bên Khánh. Cảm ơn Nam. Khánh hứa Khánh sẽ ở mãi bên Nam. Thank you. I want to kiss you. Kiss. Người ta mà nhìn thấy thì chết, mình về thôi Khánh, còn ghé quán mua me chua nữa. Chờ một chút, để mình hái cho chị hai mấy nhánh bông mùa u. Mưa và nỗi nhớ. Trời gần sáng cơn mưa rào xối xả trút xuống mái tôn nhà trọ hơi lạnh bên ngoài ù vô lan tỏa khắp căn phòng nam ngồi dậy tự vô tường anh kéo chiếc mền lên đầu gói cho bớt lạnh mưa thường làm cho người ta cảm thấy cô đơn khi một mình và mưa cũng luôn gợi lên nhiều nỗi nhớ giờ này nam nhớ khánh da diết muốn khánh ôm mình thật chặt để hơi ấm được nhen lên vẫn như mọi ngày trong văn phòng công ty mộc á khánh và nam hay mượn cớ gặp nhau lúc thì photocopy nhờ máy lúc thì cùng xuống kho lấy giấy in họ chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đầy ấp niềm vui và hạnh phúc vì công ty sắp có sự thay đổi phòng nhân sự nên giám đốc giang đã thảo luận với khánh trước khi cuộc họp diễn ra a khánh trong thời gian vừa qua cậu đảm nhiệm công việc rất tốt một tuần nữa a linh sẽ thôi việc chính vì vậy a khánh sẽ vào vị trí công việc của a linh mong a khánh sẽ cố gắng làm tốt công việc mới khánh bối rối thưa giám đốc a khánh chỉ lo khả năng của a khánh chưa thể đủ trọng trách để đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng nhân sự mong giám đốc đề cử nhân viên khác được không giám đốc giang nói Ban lãnh đạo công ty đã xem xét rất kỹ, chỉ có cậu là phù hợp nhất cho vị trí này, và người sẽ thay thế công việc của cậu hiện tại là anh Nam từ phòng kinh doanh chuyển qua. Khánh ngạc nhiên. Nhưng mà giám đốc Giang hỏi: "Thấy A à Khánh và anh Nam có vẻ rất thân, hai người là bà con hả?" "Không phải thưa giám đốc, anh Nam là bạn học cùng đại học." Bà Giang giám đốc gật đầu hài lòng về tính cách thành thật của Khánh. Sau giờ tan ca, cơn mưa chiều lại mới dăng nặng hạt. Nam và Khánh vội chạy vô phòng. Khánh nói, May mà không ướt, mắt mưa hay bị cảm. Nam gấp chiếc khăn ướt đắp lên trán của Khánh. Khánh hỏi, Nam làm gì vậy? Sẽ đắp khăn lên trán mình? Nam ấn nhẹ mấy cái bên ngoài chiếc khăn. Lúc trong công ty á, đứng gần Khánh mà thấy người khánh nóng như lửa chắc là bị sốt hả nam ngồi xuống đây gì vậy không có sốt mà tại á là vì đứng gần nam nên cơ thể bỗng nhiên tỏa nhiệt gì ghê vậy thiệt đó khánh à nam chỉ lo nam sẽ không làm tốt được công việc mới vì nam chưa hiểu nhiều về công việc phòng nhân sự khánh ôm chặt nam có Khánh ở bên cạnh Nam đừng lo Ok Thank you Giờ Khánh hát tiếng hoa đi Nam thích nghe bài gì uhm, Ánh trăng nói hộ lòng em Trời đang mưa Có ánh trăng nào đâu Thôi mà hát ánh trăng đi Để ông trời ông tạnh mưa Ok Ni quên quay Ni Tôi xin ngoài trời mưa gió vẫn đang làm chủ không gian bên trong căn trọ nhỏ chỉ có hai người họ hát cho nhau nghe rồi bỗng dưng im lặng để làn môi ấm truyền cho nhau từng hơi thở nồng nàn sự gần gũi giữa nam và khánh khiến thanh người ở phòng bên cạnh luôn tò mò thanh đang là tâm điểm bàn tán của khu nhà trọ người ta nói mỗi ngày thanh mua trứng gà về dùng cho việc cúng ngải bóng đêm sau cơn mưa chiều bóng đêm dần bao trùm con hẻm vô nhà trọ nam và khánh ngủ thiếp đi bỗng cả hai giật mình vì tiếng chửi bới bên ngoài chó cỏ nhà quê Mày tưởng mình là biệt kê thành phố hả lên đây không lo làm mà tính giật chồng tao hả tao nói cho mày biết tao không phải là loại người như người khác là ưa tạc axit vô cái mặt dâm loạn của mày nhưng tao cảnh cáo trước với mày đừng để tao phải tới lần nữa ha! khánh hỏi nam gì vậy không biết nữa, hình như bà nào tới đánh ghen á. Nam mở cửa phòng, Nam và Khánh nhìn theo người đàn bà vừa lớn tiếng. Họ ra về trên khuôn mặt, hiện rõ vẻ bực tức. Nam hỏi Thanh phòng bên cạnh. Ủa, chị Thanh, cô kia mới la chị hả? Không em, bà la con nhỏ mới chuyển tới phòng kia. Em tưởng bà la chị chứ, thấy tiếng bà chửi ngay trước phòng chị mà. Em nghĩ gì mà nói bà la chị? chị không la bả thì thôi ai dám la chị chị hiền vậy sao tây thanh cầm nửa trái dưa hấu đưa cho nam dưa hấu ngọt lắm em và bạn em ăn đi chị không ăn hả trái bự làm sao mà chị ăn hết hay em ăn đi nam lấy dao cắt một miếng đưa cho khánh khánh ăn miếng dưa đi rồi đi về kẻo ba má lo đó ok nam quay đầu xe cho khánh ra về Thanh đứng cửa phòng miệng lẩm nhẩm gì đó Rồi bước qua đứng trước cửa phòng của Nam Nam à, cậu bạn của em có gia đình chưa? Chắc bạn em ít tuổi hơn em Nhìn rất trẻ Nam cười đáp <cười> Dạ, Khánh có vợ rồi chị Em và Khánh cùng tuổi Xem không cưới vợ đi Em chưa có bồ Chị thấy đó Khánh và em cùng tuổi Mà Khánh cưới vợ mấy năm rồi đó chị Thanh thầm nghĩ, "Khỏi cần phải khai nữa, bữa trước chị nhìn thấy chứng minh thư photo của em để ở mặt bàn rồi." "Ờ, ừ, nhìn Khánh cũng đẹp trai, nhưng mà nhưng mà sao hả chị?" "Chị nói chuyện này, em đừng nghĩ gì nha. Chị cảm thấy Khánh rất thương em." Nam đỏ mặt về sự thật mà Thanh vừa nói. "Khánh và em học chung đại học, Khánh giúp đỡ cuộc sống của em rất nhiều." tụi em coi nhau như anh em ruột mà chị thanh gượng cười suy nghĩ cô thâm độc tuy chị hơn tuổi em chị cũng biết giới tính của em nhưng không hiểu sao chị rất thương em nhất định chị sẽ làm cho em phải thương chị để coi thằng khánh còn tiếp tục tới ăn nằm ở đây hoài nữa không trời về khuya khói nhang trong phòng của thanh bay ra làm cho màn đêm trở nên ảm đạm xen lẫn hơi lạnh của cơn mưa chiều còn động lại. Mọi người trong khu nhà trọ họ lại xì xào. Con Thanh phòng 19 ngày nào á cũng cúng bái gì đó không biết nữa. Đêm nào cũng mùi nhang mùi khói. Có người lại nói, quê con Thanh ở Sóc Trăng, nhiều người dưới đó làm buồn ngải ghê lắm. Hơn 2 giờ sáng, Nam trằn trọc khó ngủ, Nam cảm thấy khó chịu trong người, bụng nóng như lửa đốt nên anh đã ngồi dậy cầm điện thoại nhắn tin cho khánh sao bữa nay mình khó ngủ quá thấy khó chịu trong người nhắn tin xong nam không dám gửi tin nhắn vì lo vợ của khánh sẽ vô tình đọc được thế giới linh hồn như thói quen uống cà phê buổi sáng mỗi ngày nam và khánh thường mua cà phê đem vô công ty nam đưa ly cà phê cho khánh khánh uống cà phê đi khánh lắc đầu nam hỏi sao vậy khánh gắt giọng không có sao không thích uống thì không uống nam khó hiểu mọi bữa cậu nói nếu không uống cà phê là không tập trung được công việc mà sao nam nói nhiều vậy mình không uống là không uống nam im lặng suy nghĩ có lẽ khánh áp lực vì công việc nên mới như vậy một tuần qua tâm trạng của khánh rất căng thẳng luôn cáo gắt với nam bảy đêm vừa rồi nam mất ngủ và đêm nay cũng vậy nam còn đang ngồi suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài nam hỏi ai vậy khánh nè nam mở cửa khánh đứng bên chiếc xe gắn máy với vẻ thẫn thờ nam dắt xe của khánh vô phòng khánh cài then cửa trong không nói câu nào khánh ôm nam đè xuống nền nhà rồi yêu bạn mình như cơn khát tình cuồng nhiệt mặc cho màn đêm bóng tối mặc cho thế giới linh hồn họ đang cuốn lấy nhau truyền cho nhau hơi ấm từ hai cơ thể ở phòng bên cạnh thanh đang đắc ý suy nghĩ cứ yêu đi rồi thù ghét vì thời gian không còn nhiều nữa đâu nha khánh thanh vui thầm như mình gần thành công mục đích nhưng cô lại ấm ức vì nam và khánh vẫn đang làm chuyện đó kế bên phòng mình thanh lập tức bật dậy chuẩn bị những thứ đồ để tiếp tục cúng là mảnh giấy có viết tên tuổi của nam và khánh và hai sợi chỉ màu cuốn vô nhau rối tung Thanh kêu gọi linh hồn bằng tiếng dân tộc của cô. Ánh sáng ngọn đèn cúng leo lét, chiếu bóng thanh lên tường trong thật ma quái trong căn phòng số 19. Trăng khuyết Đã ba tháng nay, Nam và Khánh bị bùa ngải của Thanh khống chế. Có lúc họ yêu thương nhau cực độ về thể xác. Nhưng ngay sau đó lại là thái độ bất thường thù ghét nhau. Càng ngày, khánh càng muốn xa lánh nam còn nam thì luôn yêu thương khánh hết lòng chính vì vậy tinh thần của nam bấn loạn biết nam đang bế tắc về chuyện tình cảm thanh cố ý qua phòng hỏi dạo này thấy em có vẻ buồn vậy nam khuôn mặt nam nhăn nhó không có gì đâu chị miệng thanh đưa đẩy chị cảm thấy em đang rất buồn hay là em đang gặp khó khăn gì có khó khăn gì thì nói với chị chị không giúp được nhiều nhưng vài triệu thì chỉ có nha nam nam lắc đầu không em không có khó khăn nhưng em cứ buồn rầu như vậy nhìn em buồn chị cũng rầu theo nam càng nói chuyện với thanh thì càng bị khống chế bởi những âm hồn khuất mặt em rất buồn em và khánh quen nhau từ khi học đại học thật sự thì khánh rất quan tâm em và em cũng vậy nhưng không hiểu sao mấy tháng nay khánh khác lạ luôn tìm cách lẩn tránh em nam nghe chị nói nè bạn em đã có vợ trước sau gì họ cũng phải nghĩ tới vợ của họ và họ sẽ quay về với vợ con khánh chưa có con mà ờ à, chưa có đứa con nào hả em chưa thôi ráng lên em đừng buồn nữa rồi mọi chuyện sẽ qua thôi thanh vừa bước ra khỏi cửa phòng của nam thì khánh tới khánh dắt xe vô trong phòng nam bối rối cũng như suốt ba tháng nay mỗi lần khánh tới phòng của nam thì khánh tự cài then cửa rồi yêu bạn mình như người mắc nghiện tình dục bởi những dục vọng đó đang bị những vong hồn ma quỷ sai khiến đêm nay vầng trăng khuyết treo lơ lửng trong rất gần như có thể với được cánh tay chạm tới trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người nam và khánh đều khó hiểu chính bản thân mình họ im lặng để cảm giác lạnh lùng vây quanh bên ngoài mùi khói nhang từ phòng của thanh bay ra càng làm cho không gian khu nhà trọ u ám cảm thấy ngột ngạt khó chịu khánh cầm tay nam Nam Thành thật xin lỗi Nam Nam nghĩ tình cảm của Khánh Dành cho mình đã trở lại như trước Khánh có lỗi gì đâu Mình biết công việc của Khánh Rất áp lực mà Khánh hôn nhẹ vô bàn tay Nam Rồi Khánh nói Nam ơi Mình chia tay nha Nam ú ớ Miệng không thốt nổi nên lời Khánh nói tiếp Nam à Khánh phải trở về cuộc sống gia đình nước mắt nam trào ra hai khóe mắt khánh mấy năm nay khánh cũng đang cùng sống với vợ và gia đình mà nam à nam hãy đi quen người khác đi khánh không xứng đáng với nam đâu khánh nam không thể quen người khác nam chỉ yêu một mình khánh thôi nam nam không thể quên được khánh đâu nam nam hãy quen người khác đi hãy cho người khác cơ hội để họ có thể làm bạn của nam không nam không thể nam không thể thì tùy nam tại sao tại sao khánh lại đối với mình như vậy không tại sao hết khánh nói đi khánh nói cho mình biết đi bởi vì khánh không còn thương nam nữa hãy quên khánh đi từ nay khánh sẽ không tới đây nữa sắp tới khánh cũng sẽ thôi việc ở công ty mặc cho nam vật vã khóc trong sự đau khổ Khánh bỏ ra về giữa lúc cúp điện. Bóng Khánh khuất dần trên con hẻm nhà trọ, chỉ có ánh sáng của vần trăng khuyết đêm khuya. Tiếng rao Khi Khánh bất ngờ nói lời chia tay, Nam hoảng loạn tưởng như không còn tiếc cuộc sống trên đời này nữa. Một ngày, hai ngày, và tới ngày thứ ba, Nam không đi làm mà chỉ nằm trong phòng trọ như người mất hồn giá như cái chết có thể làm quên đi và kết thúc được mọi chuyện thì nam đã chết trong thời gian hơn ba tháng vừa rồi vì nam đã từng nghĩ quẩn nhưng nếu chọn cái chết thì sẽ có tội và là đứa con bất hiếu với ba má chết cũng không thay đổi được gì chết thì vẫn chỉ là một con ma đồng tính bị miệng đời nói qua nói lại vì chưa có sự cảm thông ngoài trời cái nắng giữa buổi trưa oi ả làm cho căn phòng của nam trở nên tù túng thỉnh thoảng bên ngoài thêm những tiếng rao lạnh lót của những người bán hàng rong người bán vé số nam mở cửa phòng cho chút không khí lù vô xua bớt đi cơn ngột ngạt bỗng đôi quan gánh của cô bán tàu hũ đặt ngay trước cửa khuôn mặt cô hiện lên vẻ mệt nhọc một tay cô cầm chiếc nón lá quạt mạnh trước khuôn mặt Đang có nhiều giọt mồ hôi Từ vầng trán chảy xuống cổ Ướt đầm đìa Cô vừa thở dồn dập vừa hỏi Ăn tà hủ không con? Dạ cảm ơn cô Con không ăn Cô nhìn chăm chú Vô đôi mắt đờ đẫn Và những nốt mụn nổi sau gáy của Nam Cô lại hỏi Con ơi trong công việc và cuộc sống con có va chạm thù ghét với ai không nam ngạc nhiên dạ không có đâu cô mà sao cô hỏi con vậy cô nói điều này con nên coi lại nha hình như con bị người ta bỏ bùa ngải rồi đó nam đã từng nghe nhiều người trong khu nhà trọ bàn tán về thanh là người thờ cúng ngải nhưng nam nghĩ mình đâu có thù ghét gì chị ta đâu mà hại mình sau đó trong đầu nam mâu thuẫn những tình huống và thái độ của thanh mỗi khi thấy khánh tới phòng trời có lẽ nào cô ơi cô nói vậy là sao hả cô là nếu ai đó thích con thì họ sẽ làm bùa yêu còn nếu ai thù ghét con thì họ sẽ làm bùa phá bùa ghét chính vì vậy nhiều gia đình đã tan nhà nát cửa vợ chồng thì chia tay làm ăn xui xẻo đủ được có nhiều loại buồn ngãi còn hút cả sinh khí sức mạnh của người bị hại để bổ sung sức mạnh cho những kẻ nuôi cúng tà ma những kẻ nuôi cúng tà ma thường lợi dụng những điểm yếu lợi dụng niềm tin của người khác để hại họ ghê vậy hả cô liên quan tới bùa ngãi kinh khủng lắm tốt nhất là hãy sống theo quy luật tự nhiên bởi kiếp người luôn theo luật nhân quả con nha bây giờ con phải làm sao hả cô nếu con bị buồn ngãi thì cũng là cái nghiệp của con không ai cứu con bằng chính bản thân con phải mạnh mẽ để không bị khống chế và mỗi ngày con hãy thành tâm trì tụng chú đại bi xin lỗi cô còn hỏi điều này nếu không phải thì cô bỏ qua cho con mà sao bỗng dưng cô nói chuyện buồn ngãi với con cô không biết nữa thôi cô đi cô đi nha người bán tàu hũ lấy ngón tay dụi dụi hay khóe mắt có vẻ như cô tỉnh táo hơn sau đó cô ghé vai quẩy gánh hàng đi ra khỏi khu nhà trọ nam ngẩn ngơ đứng ngoài cửa nhìn theo người phụ nữ vừa nói ra những điều huyền bí sự thật phải chăng sự tình cờ nam gặp người bán tàu hũ là một cơ duyên giờ thì câu nói của cô luôn văng vẳng trong đầu nam bùa phá bùa ghét bùa phá bùa ghét buổi chiều thấy nam mở cửa sổ thanh cầm trái xoài qua phòng đưa cho nam nam xoài ngọt lắm ăn đi chị cầm về đi em không ăn sao vậy em không sao ờ, um, em sao vậy bữa nay sao vậy nam dựng lên một tình huống nhằm khai thác sự thật mà anh đang nghi ngờ em không sao chỉ là em mới đi coi thầy ở gần miếu ông cụ về thầy nói là em và bạn em đang bị một người phụ nữ phá thanh bối rối chắc là người bên phía bạn em phá thầy nói á là người ở gần em phá bên em có ai mà phá chỉ có người bên thằng khánh phá cũng có thể là vợ thằng khánh thì sao giọng nam gắt lên chị biết gì về gia đình bạn em mà chị nói thôi chị về phòng chị đi em mệt lắm rồi người ta thường nói kẻ có tật thì hay giật mình, thanh tái mặt khi bước ra khỏi cửa. Có thể nó đã phát hiện ra, nhưng tao sẽ không bao giờ gỡ cho chúng mày. Bồ ngải luôn có những mặt nghịch lý, nên Thanh đã không thể làm cho Nam quan tâm mình mà càng làm cho Nam thương khánh nhiều hơn. Nhưng Khánh lại bị chìm đắm trong sự khống chế nặng nề. Giờ thì Nam đã hiểu căn nguyên gây ra mọi chuyện qua những phản ứng của Thanh và linh cảm từ bản thân mách bảo. Ngày hôm sau, Nam trở lại công ty làm việc và Khánh đã bỏ việc ngang từ hai hôm trước. Nam bối rối cầm điện thoại gọi mấy cuộc cho Khánh nhưng Khánh không nghe máy. Gần hết giờ làm, Khánh nhắn tin gửi lại: "Nam đừng gọi điện cho mình nữa, mình sẽ chặn số điện thoại." chỉ có cách đó mới quên được nhau nam ấm ức khánh ơi nam muốn gặp khánh một lần thôi một lần này thôi không được mình cảm thấy rất bực bội khi gặp nam gặp nhau chỉ làm khổ nhau mà thôi khánh ơi nam có lỗi với khánh nam chỉ muốn nói với khánh một việc quan trọng nam nói đi khánh ơi nam đã biết tại sao mà chúng ta trở nên rối ren như vậy Tại Khánh phải không? Vậy thì xin lỗi Nam Mình chia tay rồi Hy vọng Nam sớm có một người Họ sẽ tốt hơn Khánh Không, không phải tại Khánh Mà là suốt thời gian hơn 3 tháng qua Hai đứa mình bị người ta bỏ bùa ghét Giờ chúng ta cần phải tìm cách tháo gỡ Nghe tiếng hay từ bùa ghét Khánh lập tức gọi điện trực tiếp cho Nam Nam à, không có bùa ngãi nào hết Lỗi là tại Khánh đã để cho Nam dành quá nhiều tình cảm cho Khánh. Chúng ta hết duyên rồi, thì phải chấp nhận sự thật. Giờ vợ Khánh có bầu rồi, nên Khánh phải lo nhiều việc trong gia đình. Chúc Nam mọi điều tốt đẹp. Nói xong, Khánh tắt nguồn điện thoại. Nam vô vọng vì mọi thứ đã sụp đổ, không thể cứu vãn được nữa. Tiếng gọi, nỗi buồn bổ vây nơi gác trọt. Giờ Nam chỉ biết ngồi nhạt nhạnh những gì Còn sót lại của mối tình vừa tan vỡ Là những đau thương và niềm nhớ khắc khoải Nam đừng chạy, chờ Khánh với Tiếng nói, tiếng cười của Khánh Tất cả là sự hồi tưởng đầy ấp trong tâm trí của Nam Như hối thúc, như đang gọi, đang chờ mình ở một nơi nào đó rất quen không cần biết có phải khánh đang gọi đang chờ hay không nam dắt xe gắn máy ra khỏi phòng anh chạy xe trong tâm trạng bất thường đi qua một đoạn đường đất nam dừng lại ở rặng cây mù u phía ngoài sông bầu trời đang ngã nghiêng soi bóng nước chiều tím hoàng hôn dần biến mất bởi màn đêm sắp bao phủ khắp không gian trên những cội mù u thánh thót tiếng chim kêu gọi đàn về chốn ngủ. Thỉnh thoảng vài cơn gió ngoài sông thổi qua rặng mù u làm cho cái lạnh bay quanh nam. Mơ hồ khi đã kiệt sức, đầu óc nam quay cuồng chao đảo. Nam ơi, Khánh ở đây, lại đây, lại đây. Phải chăng tiếng gọi của ma quái đang giả giọng Khánh, bùa ngải đang khiến nam liệm dần trong bóng tối rồi anh nằm bất động dưới thảm cỏ chiều chiều mượn ngựa ông đô mượn ba chú lính đưa cô tôi về đưa về chợ thủ bán hũ bán ve bán bộ đồ chè bán cối đâm tiêu thỉnh thoảng tâm lữ hay đi bưng về tối chân bước thì cái miệng cũng ngâm ca theo vừa dạo qua mấy câu Tám Lữ nhìn xuống bên dưới đường, miệng ông lẩm nhẩm. Ai vậy ta? Ai mà nằm kia? Chân quần bên thấp bên cao, Tám Lữ bước lại gần chỗ Nam, ông gọi. Cậu ơi! Xỉn rượu hả? Dậy đi, ngồi dậy về đi, trời tối rồi. Mặc cho tiếng gọi của Tám Lữ, Nam vẫn nằm im, không hề động đậy. Tám Lữ chạm bàn tay vô bắp tay Nam để lay gọi lần nữa. Trời ơi, sao da thịt lạnh vậy? Cảm, đúng là mắc cảm rồi. Vóc dáng tâm lữ hơm hem, ông ráng cổng nam tới nơi gần nhất là quán bà Bảy ven sông. Thấy tám lữ cổng người đi liêu siêu, bà Bảy chạy ra hốt hoảng. Ai bị sao vậy ông Tám? Cảm, có lẽ cậu ta bị cảm. Tám lữ vừa thở, vừa trả lời bà Bảy bà bảy bật thêm cái bóng đèn ông đặt cậu ta nằm lên giường đi để tôi xức dầu cho cậu ta bà xức dầu cho cậu ta đi tôi đi ra tôi dắt xe gắn máy của cậu ta vô ở đâu vậy ông tám ngoài kia ngoài rặng mù u á ờ ông đi dắt xe đi bà bảy lấy thêm cái mền đắp lên người nam Tám lữ dắt xe của nam vô quán nam vẫn còn trong cơn mơ hồ miệng liên tục gọi khánh khánh ơi tấm lữ nhìn chăm chú vô mặt nam ông nói với bà bảy không biết cậu này nhà ở đâu nhưng tôi nhìn cậu này quen quá như là đã từng gặp ở đâu rồi á bà bảy cũng nói tôi cũng thấy quen quen mà hàng ngày nhiều người ghé quán nên cũng có nhiều người giống nhau nên tôi cũng không nhớ nổi tám lữ quay mặt nhìn biển số xe gắn máy của nam sáu bảy biển số sáu bảy là ở tỉnh nào hả bà ông hỏi cái này thì tôi đâu có biết mà tôi nghe tiếng cậu ta gọi ai đó tên là khánh khánh nào đó tam lữ suy nghĩ hoài không ra Bỗng bà Bảy nói toán lên Nhớ ra rồi Thằng Khánh Thằng Khánh con ông Năm Tâm Lữ giật mình Nam mở mắt tỉnh lại Bà Bảy đưa ly nước cho Nam Ngồi dậy ráng uống miếng nước ấm đi cậu Cậu thấy trong người sao rồi Con Con cảm ơn Con không sao Tâm Lữ nói Xe của cậu tôi dắt vô đây rồi nhìn cậu rất quen không biết cậu có phải là bà con nhà ông năm long không ông năm có con trai á là thằng khánh đó nam không nói mà chỉ lắc đầu đôi mắt chứa đựng nỗi sầu không ai có thể hiểu bà bảy tiếp lời tôi vừa nghĩ ra cậu và thằng khánh á đã từng ghé đây mua rượu không thể lộn được nam vẫn lắc đầu tấm lử vỗ vai nam Thôi, chuyện đó không nói nữa, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Nam Vịnh Tây bước xuống giường, bà Bảy hỏi, Cậu đi đâu vậy? Nam đứng trước bà Bảy và Tám Lữ. Con cảm ơn hai bác, bữa nay không có hai bác, con cũng không biết giờ mình ra sao nữa. Giờ con xin phép hai bác, con về nhà trọ của con trên An Phú. Bà Bảy ngăn Nam lại. An phú xa lắm Cậu còn mệt á Thì ở lại đây đi Sáng mai khỏe hay về Tám lữ tiếp lời Đúng đó Cậu còn mệt á Thì ở lại đi Nam vẫn bước lại Dắt xe gắn máy ra trước quán Con cảm ơn hai bác Con xin phép Nam vừa nổ máy Thì Tám Lữ lại hỏi Biển số 67 Là ở đâu vậy cậu dạ ở an giang quê con bà bảy ngỡ ngàng vì chính quê gốc của bà cũng ở châu đốc an giang điều mà bà bảy đang thắc mắc là bà nhớ ra cậu thanh niên vừa rồi chắc chắn đã từng ghé quán bà vài lần và còn đi cùng con trai ông năm nhưng cớ sao mà cậu ta lại lắc đầu phủ nhận biến sắc cách nhau một bức tường trọ Thanh vẫn theo dõi từng hành động của Nam Mặc dù cô biết bản thân không bao giờ lôi kéo được tình cảm của Nam về phía mình Còn Nam, những ký ức luôn hiện về càng dằn vặt Và làm cho nỗi đau khổ triền miên từ ngày này qua ngày khác Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia mỗi khi nam trì tụng chú đại bi thanh cũng vội lập đàn cúng để thỏa mãn cá tính của kẻ nuôi tà thờ ngãi dạo này có một người đàn ông trung niên hay lui tới phòng trọ của thanh người đàn ông này cục một bàn tay trái nên hắn có tên gọi là hai cục theo dõi và nghi ngờ vợ của hai cục cùng bà chị họ từ dưới quê sóc trăng lên họ ập thẳng vô phòng số 19 chứng kiến cảnh chồng mình đang gác chân lên bụng nhân tình vợ hai cục gào thét thằng chó kia mày lừa vợ con mày lên thành phố khám bệnh mà mày lại lên ăn nằm với con đĩ mặt rỗ môi chi này hả con đĩ âm binh ở dưới quê mày giật chồng người ta họ đã xé áo lột quần mày giữa chợ mà mày không biết nhục hả con đĩ Giờ này còn dụ dỗ chồng tao Mặc cho vợ mình kêu la Hai cục còn tỏ vẻ hung hăng Để bảo vệ nhân tình Cúc, cúc về quê đi Không ngăn được cơn tức giận Vợ hai cục lao tới Cào cấu, nắm tóc thanh Giật lên, giật xuống Má mày chứ, tao cho mày chết Cho mày chết nè, đồ con đĩ chó Hai cục Vốn sẵn tính vũ phu Hắn dơ chân đá vợ cơn giận dữ dằn qua dằn lại xô đẩy nhau khiến cái nồi nhang trên mặt bàn thờ ở góc phòng rớt xuống nền gạch bể nát thành nhiều mảnh vợ hai cục căm phẫn trước khi ra về còn tuyên bố tao không tiếc gì loại đàn ông như mày nữa loại ăn bám vợ con mà còn khốn nạn cùng đỉ mày giữ nó lại mà nhai nó luôn đi sau khi vợ hai cục bỏ về hai cục mặt biến sắc tím ngắt Hắn nói xạo đi ra ngoài mua thuốc lá Rồi cũng chuồn đi luôn Giờ căn phòng số 19 Là một bãi đồ lộn xộn Nằm ngổn ngang Từ trong ra tới cửa Thanh ngồi nhặt từng cái chân nhang Rơi vải khắp phòng Trước sân trọ người ta vẫn đang chỉ trích Đáng đợi cái loại giật chồng Đúng là ác giả ác báo mà Cả đêm khu nhà trọ mất ngủ Vì tiếng khóc rồi lại tiếng cười cười rồi lại nói nhảm một mình thanh như bị tẩu hỏa nhập ma gần sáng nhiều người kinh hoàng khi thấy thanh bỏ đi ra khỏi con hẻm nhà trọ với mái tóc rối bù và đôi mắt thâm quần kinh dị nắng chiều tắt liệm nắng chiều vừa tắt liệm khánh chạy xe ra quán bà bảy ven sông tam lữ còn đang ngồi gật gù bên chai rượu thấy khánh từ ngoài đi vô Tâm lữ hỏi Lâu quá không gặp, mấy bữa rài đi đâu hả Khánh? Dạ, con ở nhà làm vườn thôi chú Tám. Bữa trước à, tao lên ông Tư, ông nói vợ mẹ có bầu, ráng mà lo cho vợ cho con. Dạ, bà Bảy hỏi, sao bữa nay mua rượu tối vậy? Dạ, con mua để sáng mai nhà có việc đó mà. Ờ, ừ. bà Bảy đông rượu cho Khánh xong, bà hối tắm lửa. Ông đi về đi, kéo vợ con nó chờ cơm. Tám lữ rót thêm ly rượu Khánh Uống với chú một ly Mấy bữa nay chú buồn Buồn lắm Bà Bảy nói Buồn cái kiểu già hết khôn Đầu hai thứ tóc á, mà vẫn mê muội hả Tám lữ thở dài Hay Tại ông trời ông không cho tôi may mắn thôi Mấy bữa đánh con sao bảy mà nó lại về bảy sáu sáu tám mới đau chứ Bà Bảy nói một hồi Trời ơi Ông Tám ơi là ông Tám Ông tỉnh mộng đi Nếu ông đánh số 67 Theo cái biển số xe gắn máy đó Mà trúng đậm Thì thiên hạ này Đã không có người nghèo rồi Tám lữ miệng cây cây chất rượu Có lẽ tôi sẽ tự bỏ nó Bữa nay tôi hứa với lòng mình, thề với bà và thằng Khánh nha, có sự chứng kiến của cây bóng đèn. Tám Lữ này sẽ từ bỏ chơi số đề Ông thề thốt bao nhiêu lần rồi hả ông Tám? Không, lần này tôi quyết tâm bỏ thiệt. À, nói tới con số 67 tôi mới nhớ ra. Ông nhớ ra là ông đã mất bao nhiêu tiền vô con sáu bảy đó hả ông Tám? Bà cứ nghĩ vậy hoài. Là bữa đó tôi về nhà, tôi nghĩ ra tôi đã gặp cậu thanh niên đó và thằng Khánh. Đã từng tới mua rượu ở quán của bà. Tôi già nhưng trí nhớ không có tệ đâu nghe. Bà Bảy cũng khẳng định tôi đã chắc chắn là cậu ta rồi mà. Bà Bảy kể lại. Chuyện là bữa trước có một cậu thanh niên đi xe gắn máy biển số 67. Trời gần tối ông Tám gặp cậu ta bị ngất xỉu. Năm ngoài rắn mù u á. Sau đó ông Tám cổng cậu ta vô đây. Bữa đó mà không có ông Tám thì giờ không biết sao nữa. Vì cậu ta bị cảm mà tao nhìn cậu ta rất quen. Tao nhớ là cậu ta đã từng đi cùng mày tới đây. Nhưng hỏi thì cậu ta lắc đầu. Ông Tám tiếp lời. Cậu thanh niên đẹp trai hỏi gì cũng lắc đầu. Bỗng Khánh bối rối. Cậu ta tên là gì hả bảy? Tao không biết tên. Chưa kịp hỏi thì cậu ta đi về. Chỉ nghe cậu ta nói á, là đang ở trọ trên An Phú Nghe bà Bảy nói Khánh vội chạy xe đi Đứng dưới rặng mù u Khánh ngẩng đầu nhìn bầu trời vào đêm Chỉ có mấy vì sao thưa thớt Khánh đang làm gì ở đây vậy? Tiếng của Nam vừa hỏi Khánh giật mình đưa tay lên dụi mắt Nhìn kỹ trước mặt vẫn chỉ là những cội mù u Vỏ sần sùi đứng giống như hàng binh đang bày trận ở phía bưng gần đó tiếng quạ vừa kêu nghe rùng rợn rồi lại có tiếng gọi của nam khánh khánh ơi như bị xui khiến khánh chạy xe gắn máy đi thẳng tới khu nhà trọ của nam em tìm nam hả một người trong khu nhà trọ vừa hỏi dạ nam chuyển trọ đi rồi anh ơi anh có biết nam chuyển tới nhà trọ nào không anh anh không biết nghe nó nói á cũng nghĩ việc luôn ở công ty dạ em cảm ơn trên đường về nhà tiếng của nam luôn thì thào bên tai khánh thấm đang có bầu về nhà đi về đi đi về đi sau những ngày giông bão tưởng chừng những thứ mộc mạc của quê hương sẽ bị người ta lãng quên bởi thời gian xa cách thế nhưng quê hương lại là nơi bình yên nhất để người ta quay về tìm kiếm lại miền ký ức. Được thả hồn trên cánh đồng lúa vút tầm mắt, nghe tiếng gió lao sao thổi qua những rặng dừa và đôi bờ có cây cầu tre nối nhịp. Buổi sáng thức dậy, Nam đứng nhìn bình minh, trút màu nắng nhạt xuống mặt con kênh trước nhà. Sóng nước lăn tăng, gợi cho nam một nỗi niềm khó tả khó tả đến nao lòng ngoài trái bếp đôi bàn tay chai sần của ông sáu thoăn thoắt vá lại tấm lưới rách bà sáu lâm cơm ngồi rửa bông điên điển làm món muối chua nam à mấy bữa nay má chưa kịp hỏi cái cậu khánh á mà trước đây về nhà mình á giờ cậu ta sao rồi dạ má vừa hỏi con gì hả má cậu khánh bạn con giờ sao rồi khánh vẫn khỏe vợ khánh đang có bầu đó má ông sáu hỏi tiếp khánh nó no còn làm công ty con nữa không dạ không ba khánh nghỉ việc trước con khuôn mặt nam trầm tư bà sáu như hiểu tâm trạng của con trai nam à bác ba nhắc tới con hoài đó bác ba lại sắp quay về nước úc rồi Chiều á qua nhà chơi với bác ba nghe con, dạ. ông sáu nói, bác ba cho bà mấy hộp thuốc ho, mà công nhận á thuốc bên đó tốt thiệt, uống vô á là bớt ho liền hả. bà sáu tiếp lời, bữa trước bác ba nói á, nếu con muốn qua úc làm việc á, thì bác ba sẽ bảo lãnh cho con đi, dạ. quê nhà là nơi trở về sau những ngày giông bão cũng có thể là nơi tìm lại chính mình từ những điều rất đổi chân quê tìm thấy được cả hương vị từ những món ăn má nấu hay trái dừa hoang ba hái về làm nước mát và những thứ khác có thể ru say đắm lòng người nhưng tất cả lại không thể làm vơi đi nỗi nhớ khánh trong tâm trí của nam phải chăng tình yêu là có định mệnh Con người ta là có phận có duyên Một thoáng bân quân, Nam tự nhất bản thân Mình sẽ tôn trọng mọi yêu cầu của Khánh Khánh đã có vợ và lại sắp có con Nhất định mình phải nghĩ cho Khánh Mình không thể ích kỷ Mình phải cầu nguyện cho Khánh Khánh ơi Mình sẽ cất giữ những điều tốt đẹp mà khánh đã đem đến cho mình nghịch cảnh cuộc đời có rất nhiều lý do để khóc để buồn vì nghịch cảnh nhưng nghịch cảnh lại là phép thử của tình cảm và là thước đo của bản lĩnh cũng đã một thời gian nam và khánh không liên lạc với nhau nhiều lúc khánh lại thấy nhớ thương nam sự tàn nhẫn của kẻ ác nhân đã đẩy tình yêu của họ vào trò chơi của ma quái khiến họ lúc thì ghét nhau lúc thì thương nhau sống trong sự đau khổ trầm luân có lẽ phải nhờ vào phước đức của mỗi người thì mới có thể vượt qua được những ngang trái cuộc đời mỗi lần thấy nét buồn hiện trên khuôn mặt của chồng thấm hay để ý anh mấy tháng nay em thấy anh có vẻ buồn không có gì anh giấu em đã nói là không có gì Anh à, anh nhớ ngày để còn đi lấy sổ bảo hiểm nữa đó Anh biết mà, sao tự nhiên nhắc tới sổ bảo hiểm vậy Tại bữa trước á, vô tình em thấy giấy thôi việc của anh trong hộp tủ Em sợ anh quên đi lấy nên em mới nhắc Em biết hết rồi hả? Em biết lâu rồi anh Thá mà, anh, anh, em hiểu mà Em biết lâu nay anh làm ở công ty Mộc A Sao em biết lâu nay anh làm ở đó Ngay từ ngày đầu tiên Anh chuyển tới công ty Mộc Á Làm cùng anh Nam Em đã thấy thẻ đeo của anh để trong ba lô Có nhiều lúc em tính nói với anh á Để anh đeo thẻ của công ty Mộc Á Ngay từ ở nhà Chứ anh cứ phải đeo thẻ công ty cũ Từ nhà tới cổng công ty Rồi phải đổi lại thẻ Thì mắc công quá Trời Đôi mắt của em ghê vậy sao em không hỏi anh chuyện đó em không muốn hỏi vì sao vì em hiểu tính của chồng em chồng em vui thì em mới vui em còn biết anh á hay về phòng anh nam sao em không ghen em ghen á thì được gì anh theo gái á thì em mới ghen chứ nói đúng ra anh nam là người đã từng giúp anh vượt qua được sóng gió trong những ngày anh đổ bệnh đó ừ Bữa nào anh gọi điện kêu anh Nam tới nhà mình chơi Nam nghỉ công ty và cũng chuyển nhà trọ rồi em Giờ anh Nam đang ở đâu hả anh? Anh cũng không biết Anh và anh Nam có chuyện gì hả? Thôi đừng nhắc tới cậu ta nữa Sao vậy anh? Không có sao Để cậu ta tự do đi Anh à anh gọi cho anh Nam hỏi coi anh đang ở đâu Nam đổi số điện thoại rồi anh gọi cho ảnh chưa mà biết ảnh đổi số điện thoại anh chỉ nhá thử máy thôi dạ em bùa ngải là có thiệt không em có chứ anh người dân tộc á hay dùng bùa ngải sao bỗng dưng anh hỏi em à tại anh mới coi bộ phim của thái lan dạ à bữa trước á anh gặp cường nhìn cường có vẻ lam lũ lâu rồi á chưa gặp lại cường không biết cậu ta sao rồi anh cường có cho anh số điện thoại đây em gọi hỏi thăm cậu ta đi thôi anh mỗi người có một cuộc sống gia đình riêng khi nào mình gặp lại vợ chồng cường thì lúc đó chuyện trò cũng được mà nghe cường nói á cậu ta mới ly hôn giờ cường nuôi con để anh gọi cho cường alo cường hả Bữa nào rảnh á, thì đưa cháu xuống nhà anh chơi Dạ Nói chuyện với bà xã anh nha Alo, Thắm nè Chào cô giáo, lâu quá không gặp, khỏe không Thắm? Thắm khỏe, đang làm gì mà ồn quá vậy? Đang sửa xe ba gác Xe của ai? Của tôi Hả? Giờ chạy xe ba gác hả Cường? Ừ, mưa sinh mà, Đâu còn cái dáng thư sinh đẹp trai để chảnh chọe với gái như ngày xưa nữa. <laughs> Giờ không chảnh chọe nữa hả Cường? Không những là không chảnh chọe mà quyết tâm không yêu ai nữa. Sẽ sống độc thân, tập trung lo cho con. Ui ui, có thiệt không đó? Thiệt, cường này á là đóng cửa trái tim rồi. Thì cứ đóng cửa trái tim đi, rồi ngày nào đó lại bị gái nó đột nhập. Lúc đó tim này đập thình thịch. Không bao giờ một lần gian dở với con vợ lăng loàn, ngán như con gián rồi. Miệng nó luôn nói yêu chồng thương con. Vậy mà nó lại nói dối là công ty em đang tăng ca, em phải ở lại tăng ca. Nhưng đâu phải tăng ca mà nó đi với thằng Đài Loan vô nhà nghỉ. Thôi chuyện qua rồi đừng suy nghĩ nữa. Bữa nào rảnh thì đưa cháu xuống nhà mình chơi. Thôi, cường sửa xe đi, vợ chồng mình đi lên nhà ngoại xíu nha. Ok. Chương 72 Cảm ơn đời Giữa cuộc sống gia đình với biết bao thăng trầm, ác hẳn, ai cũng cần những yêu thương và niềm vui, cho dù là bình dị nhất. Kể từ ngày lấy chồng cũng đã mấy năm dài, giờ con gái có bầu, ông bà Tư đầy ấp niềm phấn khởi. Thắm con, không bao lâu nữa là tới ngày sinh, cho nên á, à, đi đứng phải cẩn thận nhẹ nhàng Chứ bữa trước à, má thấy mày Chạy xe ở trường về mà chạy nhanh như đi bắt cướp á à. Má, má làm như con là cảnh sát cơ động đó Con chạy xe vậy quen rồi Lúc chưa có bầu á, thì khác Giờ sắp sinh con á, thì phải khác chứ Ông Tư và con rể vừa coi xong tập phim truyền hình X30 phá lưới ông tư cười nói má mày á chỉ được cái lo xa bà tư tiếp lời cứ vô tư như ông á thì có mà có mà bà phải cảm ơn đời vì đã gặp tôi đó chứ mấy chục năm rồi còn cảm ơn đời sẵn con ở đây á ông á và con rể lại quay chậu mai lại giùm tôi đi bữa hôm qua tôi thấy bị lệch đế chậu á giờ tôi nấu cơm ông và các con á thích ăn gì để tôi nấu thôi má à chút nữa anh khánh chở con về nhà chị ba có việc xíu ờ dạo này chị ba con sao rồi chị ba bán đồ ăn sáng nhiều khách lắm á nhưng chị vất vả quá mắt hai đứa nhỏ nên cũng lu bu đủ chuyện hết á tội nghiệp con nhỏ một mình ôm cả hai đứa con cũng tại ông tư chứ ai ngày trước giới thiệu thật thành tới để bây giờ con nhỏ nó khổ hả ông tư vừa rửa tay vừa nói tôi chỉ giới thiệu thằng thành tới nhà ông xui để nó hát ca văn nghệ chứ tôi đâu có may mối thôi mà ba má cũng là cái duyên cái số của anh chị mà duyên số cũng do con người tạo ra mà má thấy thằng Thành hồi đầu nó cũng được lắm mà. Không hiểu sao, sau này, vậy sao mà lại hóa hư hả? À? Thế mới gọi là xã hội chứ má. Thôi, má đi nấu cơm đi, tụi con đi về nhà chị ba đây. Chờ một chút, má đưa hộp bánh bông lan đem về cho hai đứa nhỏ. Dạ, con cảm ơn má. Chương 73 Cô đọc sau khi hôn nhân đổ vỡ, tướng Trừng Ngọc không còn đủ mạnh mẽ để vượt qua những biến cố, nét buồn hiện trên khuôn mặt của ba. Nỗi đau sâu thẳm trong lòng má và cái khờ dại của con thơ đang cần lắm nghị lực của chính cô để có thể tìm lại gốc bình yên cho cả gia đình. Thế nên Ngọc nén lòng mình và bắt đầu lại mọi thứ Cô mở lại quán bán đồ ăn sáng, làm lụng nhiều việc để lo cho hai đứa con được mạnh giỏi. Má ơi, cậu mở út tới. Bé Tấn Lực mừng rỡ gọi. Bé Kiều My chạy ra. À, cậu út. Má nhìn thấy cậu mở rồi, hai cái đứa này không chào cậu mở đi, chỉ được cái hô hào thôi à. Con chào cậu mở bé kiều mi làm cả nhà mắc cười con chào cậu út con chào mợ út cô giáo thấm đưa hộp bánh bông lan cho bé kiều mi mợ chào hai thiên thần bé nhỏ bà ngoại tự gửi bánh cho hai thiên thần đây nè con cảm ơn mợ ngọc hỏi hai vợ chồng mới ở trên nhà ngoại về hả dạ tụi em mới ở nhà ngoại về khánh nhìn trên mặt bàn có gói quà là mấy hộp bánh hạng sang. Chị Ba sắp đi đâu mà chuẩn bị gói quà kia? Có đi đâu đâu. Cái đó của người ta. Của ai mà của người ta? Của người ta cho tụi nhỏ, chị không bao giờ muốn nhận bất cứ thứ gì của hắn, nhưng hắn cứ để đó, thiệt là bực mình. Mấy hộp bánh đó của ông Thành hả chị? Không, của Tinh Tánh. Hai đứa có nhớ Tinh Tánh không? À, tên tánh giang hồ. Đúng, chính là hắn đó. Dạo này hắn hay ăn sáng ở quán chị. Bỗng dưng hôm trước hắn mua bánh đưa cho hai đứa nhỏ. Chị nói là không có nhận mà hắn cứ cố tình để lại hả? À. Khánh cười. Cho thì nhận, chị lo gì mà không nhận. Cậu nói hay ghê á, chị không muốn đụng chạm tới loại lưu manh đó. Ngày trước á, hắn còn đánh lại cả ba má hắn đó. Không những vậy Hắn còn kiếm chuyện đánh lộn Ở quán cà phê của chị Thấm ngạc nhiên Ui ghê vậy hả chị Ừ hắn là loại không biết sợ ai Tránh xa là tốt nhất Dạ Khánh cười nói Biết là hắn hư hỏng từ ngày mới lớn Nhưng biết đâu bây giờ hắn khác trước Khác là khác thế nào Những loại người có cái máu như hắn á Thì chỉ có lúc chết mới hết thôi Mấy chị em Ngọc đang nói về tánh Thì ngay lúc đó hắn xuất hiện trước quán Trên chiếc xe hơi mắc tiền Hắn bước xuống với vẻ rất bình dị Khiến vợ chồng Khánh phải ngạc nhiên Tánh đi vô mở lời chào nhã nhặn Chào cả nhà Khánh tới lâu chưa Dạ em mới tới Anh Tánh ngồi uống nước Ngọc đi vô trong Thắm chăm chú nhìn chiếc răng nanh heo rừng Mà Tánh đeo trên cổ Mỏng bé tấn lực hỏi Chú có phải là chú bữa trước cho cháu bánh không? Chào con, nhớ dài ghê ha Vẫn nhớ mặt chú Bé tấn lực tò mò hình xăm trên tay của tánh Ai vẽ cho chú ở tay vậy? Tánh muốn vì cười Chú tự vẽ đó Ngọc cầm vẽ lao lao sắp tô và đũa Lực đi vô lấy tập ra tập viết lẽ lên con Má ơi, con tập viết hồi sáng rồi mà Giờ viết nữa Tập viết tới khi nào chữ đẹp Như chữ mở út thì mới được Nhưng mở út lớn hơn con mà Lẹ lên Hay là muốn má cho con tập viết Cả 10 trang như bữa trước hả Tánh cười nói Cháu nó còn nhỏ mà Và cháu nó tập viết 10 trang Thì mỏi tay lắm Ngọc khó chịu Con tôi không liên quan tới anh Tánh hỏi Khánh khánh nhậu được không bữa nào anh em mình lai ra cho vui em ít nhậu nói ra thì anh cười thật sự là em không uống được có sao đâu uống nhiều thành nghiện chứ hay ho gì đâu tại anh lỡ uống rồi nên giờ không bỏ được đó mà anh tánh cũng có tuổi rồi tính chuyện vợ con đi anh tánh ai mà dám lấy anh anh là cái gai trong con mắt người đời mà em rồi sẽ có người thương anh từ ngày anh lao vô buôn bán bất động sản Anh suy nghĩ nhiều về những việc làm trước đây Giờ anh thấy bản thân mình vô cùng khốn nạn Bữa nay ở đây anh xin lỗi cả nhà vì ngày trước Anh điên điên anh lại đi suối mấy đứa dẫn chị hai các em ở ngoài cổng chợ Thỉnh thoảng anh gặp lại bà Chính bán chuối Anh lại nhột người vì ngày đó bà Chính là anh quá trời luôn Anh cũng vắt nóc miệng lên chửi lại bà Chính Đúng là tội lỗi mà Ngọc nói một câu khiến khuôn mặt tánh buồn hiu Tôi nói thiệt Tôi nghĩ mà thấy tội nghiệp ba má anh á <laughs> Ba má anh mất cả rồi Giờ anh mới thấy mình cô độc Anh nhiều anh em thì cớ gì mà nói cô độc Anh gọi một tiếng á Thì có mà họ kéo tới ào ào đó chứ Chuyện anh và chúng nó đánh lộn Ở quán cà phê nhà em Cũng vì bất đắc dĩ thôi Lúc nào anh cũng bất đắc dĩ Câu bất đắc dĩ của anh làm biết bao nhiêu người khốn khổ. Thật sự thì anh thấy ấy nấy khi thấy hoàn cảnh của em sau khi quán cà phê đóng cửa. <laughs> anh cũng biết ấy nấy hả? Thôi, anh đi về đi. Từ nay về sau đừng tới đây nữa. Chương 74 Trái ngược Tánh là kẻ đâm thuê chém mướn thì cả cái xứ này ai cũng biết. Vậy mà bỗng dưng hắn lại thay đổi nhiều mặt khiến người ta ngỡ ngàng, thấy tánh bất ngờ giàu có, nhiều người nghĩ hắn trúng mánh buôn bán đất, nhiều người thì nghi ngờ hắn đi buôn lậu. Cho dù có liều lĩnh tàn bạo bao nhiêu thì hắn cũng không thể làm chủ được cảm xúc bên trong con người hắn. Vốn dĩ là kẻ máu lạnh nên các cô gái mà hắn đã từng quen thì chỉ gọi là gái làng chơi chứ hắn chưa hề biết mùi vị tình yêu là gì không hiểu tại sao sau khi vợ chồng ngọc ly hôn tánh lại có cái cảm giác muốn được gần gũi và quan tâm tới ngọc nên tánh hay mượn cớ ghế ăn sáng để lân la bắt chuyện nhưng ngọc luôn tỏ thái độ để không bị làm phiền anh tánh à anh có thể để tôi yên được không anh có làm gì em đâu mà em nói vậy anh tánh từ trước tới giờ tôi và anh luôn trái ngược nhau nên tôi xin anh anh đừng tới đây nữa tôi không muốn mọi người xung quanh dòm ngó trái ngược là trái ngược cái gì có phải ý em nói anh là một thằng giang hồ phải anh là một thằng giang hồ một thằng khốn nhưng đó chỉ là trước đây giờ anh sống khác trước anh khác trước hay không là chuyện của anh thôi anh đi về đi em không nhận ra anh đã sống khác trước hả có chứ đất bình dương này ai mà không biết anh đã khác trước Giờ anh có biệt thự xe sang Biệt thự xe sang Là do anh làm ra Chứ không phải như những đồng tiền trước đây Ngày anh lao vô làm bất động sản Mới đầu anh cũng phải mời chào co lưỡi Xùi bọt mép Để người ta mua đất đó chứ Đâu phải lấy không của ai đâu Chính vì trải qua những công việc đó Thì anh mới biết kiếm tiền cực khổ như thế nào Từ vấn đề kiếm tiền Bằng chính sức của mình Nên anh mới suy nghĩ lại mọi việc anh suy nghĩ là việc của anh Anh về đi Tôi đóng cửa quán tôi còn đi công việc Được rồi Anh về Sáng mai anh tới ăn sáng Trời Tôi hết chịu đựng nổi với anh rồi đó Tánh vừa đi khỏi Thì bỗng nhiên Thành xuất hiện Cô thiệt là hiền lành Cặp kè với cả thằng hút máu người Ngọc bức xúc Tôi và anh đã hết Tôi không muốn nói với anh bất cứ một lời nào anh cũng đi về đi chưa hết đâu tôi còn hai đứa con của tôi mà anh không biết xấu hổ hả từ ngày anh đi theo gái anh bỏ mặt con anh lần anh về lấy giấy tờ con anh nó bám vô ống quần anh mà anh còn vội bước đi để hai đứa nhỏ gào khóc lúc đó tôi bận nên tôi phải đi giờ tôi đón một đứa về ở với tôi chứ tôi không thể để cả hai đứa cho cô được cô giao du với thằng giang hồ kia thì sớm muộn gì con tôi cũng học theo anh anh cút ra khỏi đây cô không có quyền đuổi tôi đường đường chính chính tôi vẫn là ba ruột của hai đứa nhỏ và lại ngày ly hôn tôi đã không lấy bất cứ một thứ gì tôi đã để lại tất cả cho cô cô còn muốn gì nữa giờ tôi đón thằng lực đi anh anh không có quyền đón con tôi đi lực lại đây với ba về với ba ba mua cho con nhiều đồ chơi bé tấn lực nhìn ba nó với ánh mắt xa lạ nó sợ sệt đứng nép sau cánh cửa lẹ lên lại đây với ba ngọc ôm chặt lấy con mình thành bước tới dằn bé tấn lực ra khỏi tay vợ mặc cho đứa bé gào khóc mặc cho vợ dằn lại đứa con thành vẫn hất vợ té xuống nền đất rồi đặt bé tấn lực ngồi trong xe chở đi chương 75 vỡ òa niềm hạnh phúc trong cái nạn vẫn có cái may bữa nay cả hai bên gia đình ông tư và ông năm vỡ òa niềm hạnh phúc khi thắm tới ngày sinh con thắm đã sinh được một bé trai khấu khỉnh đặt tên là phạm nam phong Cảm giác trong Khánh khi thấy con mình chào đời như một sự vỗ về. Cũng là sợi dây gắn kết cho mái ấm. Khi mọi người trong nhà ai cũng phấn khởi thì Ngọc lại chất chứa nỗi lo âu tới đứa con trai. Khánh thấy chị gái có tâm trạng nên anh hỏi. Chị ba, chị sao rầu vậy? Em nói nhỏ thôi, kẻ má nghe đó. Gì vậy chị? Ra ngoài này chị nói nghe nè chuyện gì nghiêm trọng hả chị ba ông thành về đón thằng lực đi với ổng rồi hả sao giờ chị mới nói sao chị không kêu em lên lúc đó cái thấm đang đau bụng thì kêu gì em mà có mặt ở đó thì ổng không dám đem thằng bé đi đâu chị không giữ thằng bé lại được vì ổng đẩy chị té xuống đất thật không ra gì mà bỏ đi mãi giờ về đem thằng nhỏ đi giờ chị tính sao bây giờ tìm cách đưa thằng nhỏ về, không có nó chị sống sao nổi? Nhưng lần ra tòa, ông đòi ông nuôi một đứa mà chị. Nhưng sau khi về, chị nói với ông là để chị nuôi cả hai đứa và ông đã đồng ý. Cũng căng đây. Thôi ạ, chị hãy bình tĩnh, ông vốn có tính cẩn thận nên ông sẽ lo cho thằng bé Chu Toàn. Chu Toàn là Chu Toàn thế nào? Ông ở với con kia mà thằng bé có phải là con người ta đâu mà nó thương Giờ phải làm sao hả chị ba Để chị tìm cách Trước sau gì chị cũng đón thằng Lật về Giờ chị chở má về dưới nhà lấy đồ Chút nữa chị chạy lên Em có đói thì ra căng tin bệnh viện Ăn tạm gì đi Em không đói Chút nữa chị chạy lên Để em chạy về nhà một lát Nghe ba nói em có bưu phẩm mới chuyển tới Chương 76 Chương 76 xem nhau là tất cả.Xa nhau về khoảng cách không hẳn sẽ làm mất nhau, mà xa nhau về tâm hồn mới đáng sợ. Khoảng cách địa lý sẽ không xa nếu ta luôn nghĩ về nhau và xem nhau là tất cả. Ngỡ đâu mọi thứ đã lắng xuống theo dòng thời gian, khi Nam và Khánh không còn liên lạc qua lại, cầm trên tay lá thư để chung trong hộp bưu phẩm của Nam, Từ Long Xuyên gửi lên Khánh run run đôi bàn tay khi mở ra đọc Gửi vợ chồng Khánh Thắm Không biết Thắm đã xin em bé chưa Và bữa nay Nam có món quà nhỏ gửi lên cho cháu Mong bé mạnh khỏe Mau lớn Chúc gia đình an vui Hạnh phúc Giờ Khánh mới hay Nam đã về dưới quê Bỗng trong lòng Khánh dâng trào nỗi nhớ Nam Mấy dòng chữ Nam viết tuy ngắn ngủi Nhưng nó như đánh thức tình cảm của Khánh trở lại sau những ngày chìm đắm trong giấc ngủ miên man của buồn ngải. Lần lần trong cảm giác nhớ thương, Khánh lại suy nghĩ, giờ có lẽ Nam đang bình yên, mình không thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Nam nữa. Mấy ngày sau, thám xuất viện về nhà, thấy hộp đồ chơi của em bé làm bằng gỗ để trong ngăn tủ, thăm hỏi, "Anh còn chưa lớn, anh mua sẵn nhiều đồ chơi bằng gỗ vậy À, anh quên chưa nói với em Cái đó là của Nam gửi tới Ôi, toàn đồ gỗ đẹp Mà em thấy mấy mẫu này bên ngoài không có bán Có cả bộ chữ cái bằng gỗ Nam tự làm đó em Anh Nam khéo tay quá dạ anh Nam ở đâu anh? Anh liên lạc với anh Nam mời anh về nhà mình chơi anh Nam à, mà về là ba má vui lắm đó Nam về dưới quê rồi Thôi kệ cậu ta Anh Sao anh cứ nói kệ anh được Chỉ là mời anh về nhà mình chơi thôi mà Không Anh anh không làm được Vậy anh cho em số điện thoại của anh đi Em gọi cho anh Trong bưu phẩm của cậu ta Chỉ biết địa chỉ dưới quê Chứ không có số điện thoại Mà sao em cứ đề cập hoài vậy dạ em lo cho con nhỏ chưa đủ mệt hả dạ em xin lỗi khánh à em có biết chỗ ông thành ở không ngọc từ ngoài nhà đi vô hỏi em không biết chị ba thắm nói hay là anh khánh lên công ty lâm khang chờ sao giờ làm ông thành về rồi đi theo ổng là biết chỗ ở của ổng chị sốt ruột quá nhớ thằng lực không muốn làm gì hết Ông Năm đứng ngoài cửa buồn. Biết nhà nó để làm gì? Để đột nhập vô nhà nó bắt thằng Lực đem về hả? Ba, tụi con... Mấy đứa con nhà này hay thiệt á. Chuyện như vậy mà giấu ba má hả? Bà Năm cũng đã biết hết mọi việc. Giờ tìm cách giải quyết cho hợp lý. Đừng có giải mà chui vô nhà nó nhà giàu á hay nuôi chó dữ không khéo mấy con chó nó cắn cho cũng đã khổ thân rồi chưa kể là tự nhiên xong vô nhà nó lại mang tội đó nghe đó má mày nói rất đúng sao các con không nghĩ kỹ trước khi làm mọi việc dạ tụi con hiểu rồi ba má chương 77 cơn khét đòn khi thành bị ông lâm thay đổi công việc thành vẫn chấp nhận cho dù thái độ không hài lòng để thành được bằng mặt như những người có trọng trách cao trong công ty diễm đã dùng mọi cách sa thải chủ quản công đoạn ủi hơi và đưa thành lên thay thế mấy năm qua diễm đã đánh đổi nhiều thứ để có được thành thế nhưng trong những cơn say thành lại hay gọi tên ngọc điều này khiến diễm vô cùng căm ghét ngọc lòng ganh tị thêm nảy sinh Diễm đã đề nghị Thành đón bé Tấn Lực về sống chung. Đây là nước cờ mà Diễm sẽ làm cho Thành và vợ cũ thêm những mâu thuẫn hận thù. Từ bữa bị ba đưa về, bé Tấn Lực luôn khóc đòi về với má. Không, ba đưa con về với má đi. Ngoan, chiều ba đưa đi chơi đu quay nha. Không. Con không thích đu quay Con muốn về với má cơ Diễm nghe thấy thành chiều con riêng Cô tức tối bày trò Anh Anh chạy xe ra ngoài chợ định Ở gần đó có tiệm bán rau câu dừa Anh mua rau câu về ăn cho mát Nhìn thằng bé có vẻ Nó nóng trong người đó anh Ờ ừ. Thành vừa chạy xe đi Thì Diễm ra tay hành phạt con riêng của chồng Một cách tàn nhẫn Lực Mày mà còn nhắc tới má mày Tao sẽ cắt luôn cái mỏ của mày đi Thằng bé trong lòng ấm ức Nước mắt nó vàng dụa chảy xuống Không thấy thằng bé trả lời Diễm nắm tóc tấn lực giật ngược Mày câm hả? Câm hả? Càng đau Thằng bé càng miếm chặt môi khóc Mếu máu đứng dưới chân cầu thang Diễm càng nổi cơn Cô cầm cái cán chổi Đánh liên tiếp vô lưng thằng bé Mày lì lợm giống má mày không Mày về nhà tao được ăn ngon mặt đẹp Mà mày còn hổn hả Nhìn nhìn cái gì Nhìn cái gì mà nhìn Tao khoét con mắt mày đi bây giờ Thằng bé vẫn đứng khóc Bởi những cái đánh mạnh tay không thương xót của dì ghẻ Mãi tới khi tiếng xe của ba nó Đi mua rau câu về tới đầu cổng Thì Diễm mới dừng lại Cơn khát đòn với con riêng của chồng Thành cầm mấy trái rau câu dừa vô, anh nhìn thấy con trai vẫn đứng nép dưới chân cầu thang với vẻ sợ hãi. Sao vậy? Sao lại khóc? Nó mới bị té đó anh, nó lùa con mèo ngoài sân á. Bà đã nói rồi, con không được đùa với chó mèo mà. Lùa nó có ngày nó cào cho. Thôi, đi ra lao mặt rồi vô ăn rau câu lẻ lên. Chương 78 Mặt nạ hơn 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại gọi vô máy của Diễm. Diễm vội vàng cầm máy lén lút ra phòng khách nghe. Chị Diễm hả? Em Trang nè. Có gì không mà gọi giờ này hát con khùng? Không có gì. Em nhớ chị nên em gọi thôi. Mày khùng hả? Không ngủ đi mà gọi lúc nửa đêm. Em gọi cho chị giờ này chắc là chị cũng đoán ra mà chị ghé yêu. Mày vừa phải thôi nghe, chỉ hai triệu thôi mà chị diễm dạo này tao cũng kẹt mày phải hiểu cho tao giờ anh thành đưa thằng con ổng về sống chung tao phải chi tiêu nhiều khoản chị rảnh quá đó đi nuôi con người ta kệ tao trên đời này không ai cho không ai thứ gì đâu em chỉ nói vậy thôi mà chị ơi em đang cần tiền thiệt mà mày tự lo đi tao không còn tiền nữa chị thiếu gì tiền mà chị nói không còn tài chính của công ty Lâm Khang là do chị cai quản mà. Mà ngày trước em làm mọi việc theo ý chị. Chị còn nói là chị sẽ không bao giờ để em đói mà. Mày đúng là loại vô học. Công ty là của ba má tao, chứ của tao hả? Khi Diễm nói Trang vô học, Trang nổi cơn rồi môi móc mọi chuyện. Bà quá đáng vừa thôi, có 2 triệu mà bà tiếc hả? Diễm gắt giọng khi Trang phản ứng. Tao cho mày nhiều quá rồi nghe Trang, mày hút chích nghiện ngập cho lắm vô không chịu đi làm tao nuôi mày còn hơn nuôi con đẻ đó trang số tiền bà cho tôi không là gì so với những việc tôi làm cho bà suốt thời gian qua giờ tôi ra nông nổi này cũng là do bà đẩy tôi vô nha bà diễm tao chỉ dạy khôn cho mày chứ tao không bắt mày ngu như bây giờ nghe không lẽ mày nghiện ngập là do tao cũng dạy mày hả đúng là sướng quá hóa điên hả bà mà cũng biết dạy khôn mà bà lôi kéo tôi làm theo ý của bà tới khi thất thế tôi chán nản tôi mới như vậy từ trước tới giờ nếu gom lại số tiền tao cho mày có lẽ cũng đủ mua một miếng đất mà nương thân rồi đó tự mà lo kiếm sống đi giờ bà muốn gì bà muốn cả tỉnh bình dương này biết cái bộ mặt thiệt của bà không ngon ngon lắm trang mày hù tao đó hả con kia mày nghĩ tao sợ mày hả đừng ngủ mơ nữa bà cứ chờ đó coi bà còn đeo cái mặt nạ được bao lâu tao cũng không thừa hơi nói với mày nữa càng nói thì thấy mày càng ngu càng khùng cuộc nói chuyện giữa diễm và trang kéo dài trong điện thoại thành thức giấc không thấy diễm anh đi ra và đứng phía sau nghe được một vài câu ngay sau khi diễm tắt điện thoại quay vô tới cửa phòng ngủ thành lập tức hỏi giờ này em còn nói chuyện với ai hả diễm lương lẹo trả lời à em nói chuyện với con nhỏ bạn trước học cùng Nó làm phiền em quá anh Suốt ngày nó hỏi mượn tiền Nó làm như em là giám đốc nhà băng đó Đúng là lợi dụng mà Em sẽ xóa nó trong danh sách bạn bè của em Nó sống mà không nghĩ cho người khác anh à Thôi khuya rồi ngủ đi anh Chương 79 Câu trả lời Buổi sáng quán ăn của Ngọc rất đông khách Lúc này Tánh cũng có mặt mặc cho thái độ từ chối thẳng thắn của ngọc tánh vẫn không bỏ ý định trong đầu miệng hắn luôn nói hắn chỉ có tình cảm với ngọc càng thấy ngọc vất vả thì hắn càng thương và muốn quan tâm giúp đỡ cô khi tánh ăn xong tô hủ tiếu hắn đi ra xe để về thì công an đã mai phục và ập tới bắt hắn công an kiểm tra lục soát xe hơi của tánh bên trong niệm của ba chiếc ghế cuối xe cất dấu ma túy với số lượng lớn ngay sau đó tánh bị công an còng tay giải đi sự thật bấy lâu nay được phanh phui giờ thì ai cũng đã hiểu vì sao tánh lại nhanh chóng giàu có như vậy còn công việc buôn bán bất động sản mà tánh nói chỉ là cái cớ nhằm che mắt thiên hạ để hắn hành nghề dễ dàng hơn từ lúc tánh bị bắt ngọc vẫn cảm thấy bối rối vì sự việc xảy ra ngay trước quán ăn của cô ngọc còn chưa bình tĩnh lại thì trang xuất hiện Chào Chế, bữa nay bán đát không Chế? Ngọc bất ngờ Cô tới đây làm gì? Em tới không có mục đích gì đâu Em chỉ muốn nói với Chế một chuyện quan trọng thôi Cô còn giấu chuyện gì nữa? Trang ngậm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu Thật ra ngày trước em có thích anh Khánh Nhưng mọi việc xảy ra tồi tệ hơn là do con Diễm Cái con vật chồng của Chế đó Cái con quỷ cái mắt sát thủ mặt cô Hồn đó Chính nó nó thuê người tạo ra cái giấy em có bầu ở bệnh viện hả cô nói thiệt không hay là cô lại đang kiếm chuyện gia đình tôi em nói thiệt chưa hết đâu ngày chế mở quán cà phê ngây thơ chính con diễm đã mướn em về làm phụ quán nó còn kêu em cho muối và nước mắm vô cà phê của khách tại sao các người phải giả tâm như vậy chế không biết sao câu trả lời rõ ràng rồi còn gì thì nó muốn ông Thành phải thuộc vì nó. Nó có tiền mà, nó có tiền nên nó nghĩ nó thích làm gì ai thì nó làm. Tôi hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn cô. Em không dám nhận lời cảm ơn của chế, giờ em đang đói, chế làm cho em tô mì ăn lót bụng đi. Ờ, chế, hình như lúc nãy công an bắt tội phạm ở trước quán hả? Ờ, người bị bắt là đàn ông hay đàn bà, họ phạm tội gì mà bị bắt hả chế? Tôi chỉ biết người bị bắt là đàn ông thôi Tôi không biết họ phạm tội gì Mì đây Cô ăn đi Ăn xong rồi đi về để tôi đi công việc Cảm ơn chế Trang ngồi ăn tô mì Nhưng cô vẫn đang lo sợ Trang thầm nghĩ Hú hồn cũng may là mình tới trễ Đi sớm một chút nữa Là bị còng chung cổ tay với ông Tánh rồi Chương 80 Điếu xì gà khi trang không còn giá trị đối với diễm vì muốn thủ tiêu trang nhằm bịt miệng và che giấu tất cả những việc mà diễm đã thuê trang làm phải chăng một cú điện thoại sẽ thay đổi mọi chuyện alo anh hiếu hả em diễm nè có gì không người đẹp anh đã biết gì chưa chuyện gì vậy diễm thằng tánh bị bắt rồi lần này thì nó hết đường chạy chuyện này anh có biết anh hiếu Em muốn anh giúp em một việc Ờ ừ. Việc gì vậy? Nói đi Anh còn nhớ con Trang không? Nhớ chứ Con nhỏ quê miền Tây phải không? Nghe nói dạo này Nó làm tay sai cho thằng Tánh Đúng đó anh Con này nó làm phiền em hoài Anh có cách nào đẩy nó đi giùm em không? Không khó Em muốn sao? Muốn xóa sổ nó hay cảnh cáo chỉ cần nó không làm phiền và ảnh hưởng tới em nữa là ok Bao nhiêu thì anh cứ nói nha Anh em mình thì lo gì việc đó em Anh có cách để nó sẽ không quậy em nữa Cảm ơn anh Khi tánh bị bắt Trang vẫn chưa khỏi lo âu Trời vừa sập tối Trang đeo giỏ sách đi bộ Theo con đường tắt dẫn vô khu đất trống phía sau Khu dân cư Phú Hòa Quả nhiên đi đêm có ngày gặp ma vừa đi vô tới đầu bãi đất xung quanh cỏ mọc cao hơn đầu thì bất ngờ những ánh đèn pha xe gắn máy chiếu thẳng vô mặt trang cô hoa mắt lấy tay che mắt lại hiếu đi ra miệng hắn ngậm điếu xì gà tay hắn cầm lưỡi dao thái sáng loáng chào cưng trang hoảng sợ nhưng cô vẫn tỏ ra gai góc chào anh hiếu lâu quá không gặp anh nghe nói dạo này cưng dữ lắm nghe trang à, em đâu dám qua mặt các anh loại gái hèn như em thì chỉ là con sen con ở thôi anh hiếu đổi giọng nói hay lắm con đĩ mấy lâu nay mày trở mặt tụi tao em em làm gì sai thì mong anh hiếu chỉ bảo em cầm miệng lại nếu biết đường thì tao cho mày sống còn nếu không thì có lẽ mày cũng hiểu cái tính của tao rồi Tao nói là tao làm Dạ Em hiểu Em hiểu anh Hiếu Không nói thêm một lời Hiếu đưa lưỡi dao cho một tên khác Hắn cầm lưỡi dao sắc bén Cắt đứt một bên tay của Trang Và còn rạch thêm mấy đường mũi dao Trên khuôn mặt cô Tao nói cho mày hay Mày muốn giữ mạng sống Thì hãy biến khỏi đất Bình Dương và hãy câm cái mồm chó của mày lại. Đừng có mà nhiều chuyện. Nếu tao nhìn thấy mày thêm một lần nào nữa, thì tới lúc đó mày chỉ còn cách lên bàn thờ mà ngồi. Buông lời giận dữ xong, Hiếu lên xe đàn em chở đi, còn lại một mình Trang nằm quằn quại dưới bãi đất, cô đau đớn, hai bàn tay ướt máu, bo tay và mặt. Chương 81 Cầu An chiều về những vệt nắng phủ trên mái nhà ông năm như đang hông khô lại mảng ngói ẩm rêu sau mấy ngày mưa liên tiếp làn khói trắng nghi ngút tỏa lên từ nóc bếp cùng mùi nếp với hạt mè rang bà năm và ngọc lúi húi chuẩn bị mâm đồ cúng cầu an cho gia đình Vợ chồng Khánh bận rộn làm khoản giấy tờ thủ tục kinh doanh vì nhờ có mối làm ăn của bạn bè nên vợ chồng Khánh đã mở xưởng mỹ nghệ mây tre đan. Lấy tên là xưởng mỹ nghệ Nam Phong, thấy nét buồn luôn hiện lên khuôn mặt chị ba nên thăm hỏi. Chị ba à, ông Tánh bị bắt rồi, ổng không còn làm phiền chị nữa mà sao chị cứ rầu hoài vậy? Không phải chuyện đó đâu em, tại chị nhớ thằng Lực quá, không biết giờ nó ra sao nữa. Chị hãy yên tâm, ông Thành sẽ biết đường lo cho nó mà biết là vậy nhưng con kia không phải dạng vừa đâu em con nhỏ đang sống chung với ông thành hả chị ờ ừ, giờ chị biết được nhiều sự thật nên chị càng lo cho thằng lực chị biết gì vậy chị nói nhỏ nghe nè bữa trước á con trang nó ghé quán chị nó ghé sau lúc ông tánh bị công an bắt con trang có vẻ hoảng loạn nó nói với chị là chuyện cái giấy có bầu của nó là do con Diễm sắp đặt và con Diễm còn thuê nó tới quán cà phê của chị làm. Con Diễm kêu nó cho muối nước mắm vô cà phê để khách phản ứng gây lộn. Trời, em nghe chị nói mà em chóng mặt, sao lại thất đức vậy chứ? Mục đích con Diễm là nó muốn có được ông Thành nên nó làm mọi thứ đảo lộn. Thật độc ác mà, con Diễm có ăn có học mà vô lương tâm quá con người mà em. Thôi, cái gì của mình sẽ thuộc về mình. Cưỡng cầu rồi cũng phải sống theo quy luật. Coi như kiếp trước ông Thành mắc nợ nó. Giờ chỉ muốn đưa thằng Lực về với chị thôi. Dạ, đúng đó chị. Còn Diễm nó ác vậy. Nên mình lại thêm lo cho thằng bé sống cùng. Mọi chuyện rồi sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Chị đừng buồn nữa. Thấy chị buồn hoài vậy em sốt ruột lắm. Ừ đừng lo cho chị Vợ chồng cố gắng tập trung lo cho cái xưởng đang đi Dạ, em hiểu mà chị Chương 82 Như người xa lạ Vì quá nhớ con nên Ngọc đã tới nhà của Thành Để mong Thành có thể cho cô đón con về Nhà cao, tường rào khép kín Ngọc chỉ có thể nhìn con trai mình qua khe cửa cổng Cô thấy con trai đang ngồi chơi một mình ở thềm nước mắt người làm mẹ trào ướt đẫm hai gò má vì thương vì nhớ con mà không có cách nào lại gần được bỗng con chó bẹt rê trong nhà ngửi thấy hơi người lạ nên nó sủa ôm sờm thành đi ra thấy ngọc đứng bên ngoài anh hỏi vợ cũ như hỏi một người xa lạ ô cô kiếm ai vậy anh thành anh có thể cho tôi đón con về được không cô nói gì tôi không hiểu cô đi đi đừng bao giờ tới đây nữa chúng ta không hề quen biết nhau anh thành cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi và anh cũng đã từng là vợ chồng tôi chỉ mong anh suy nghĩ lại mà cho thằng lực về ở với tôi tôi mệt với cô lắm rồi nghe cô nói mà không biết xấu hổ hả thằng tánh mà cô cặp kè đó nó ngồi tù rồi mà cô còn trơ cái mặt ra tôi đang lo cho con mi nó còn ở với cô sau này không biết nó sẽ ra sao với cách sống hư hỏng của cô anh thành tôi đang làm gì thì tôi biết tôi cũng không cần phải thanh minh và chứng tỏ cho anh hay anh chưa rõ mọi chuyện xảy ra thì anh đừng phán xét tôi khi nào anh gặp con trang anh sẽ rõ mọi chuyện tôi chỉ lo cho con tôi đang sống chung với một người đàn bà giả tâm cô im đi cô không được như người ta nên cô ganh tị hả buông lời phủ phàng với vợ cũ xong thành quay gót đi vô ngọc vẫn đứng bên ngoài nhìn theo đứa con trai đang chạy theo ba nó vô nhà sau khi chạm mặt vợ cũ tâm lý của thành không thoải mái Vốn tính gọn gàng nên Thành thường xuyên dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp. Anh vô buồn sắp xếp lại một số đồ. Môi trong ngăn tủ đồ tạp, Thành thấy một cái hộp bằng giấy bịch kính keo bên trong ngoài. Anh tò mò lấy lưỡi dao mở hộp. Bên trong hộp là cái điện thoại cũ của anh mà ngày trước bị mất trong lần đưa gia đình ông bà Lâm đi lễ ở chùa bà. Thành không biết rằng ngày đó Diễm đã âm mưu bày ra cái trò giấu điện thoại của anh để cô thay cho anh một cái điện thoại mới khác nhằm mua chuột và lôi kéo tình cảm của anh về phía mình. Chương 83 Dì ghẻ con chồng Bỗng dưng, Thành thấy cái điện thoại cũ trước đây của mình chờ tới khi Diễm đi ba về, Thành hỏi: "Diễm, sao cái điện thoại của anh ngày trước bị rớt mất mà bây giờ nó lại nằm trong tủ?" Diễm giật mình nhưng vẫn trả lời mánh khóe: "Anh kỳ ghê, đây là cái điện thoại của em, em cất giữ nó để làm kỷ niệm. Anh làm như cả thế giới này người ta sản xuất ra có một cái điện thoại cục gạch cho anh xài đó." Không, chắc chắn cái điện thoại này là của anh. Anh nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Nó còn có một cái vệt trắng viết xóa ở mặt sau. Hết cách ứng phó, Diễm nói. Em ghẹo anh đó mà, cái điện thoại này á đúng á là của anh. Ngày trước anh làm rớt trên xe em, em lượm được. Em không muốn đưa lại cho anh vì thấy nó cùi quá, không hợp với một người phong độ như anh. Em muốn anh phải đẳng cấp mọi thứ em thiệt là không ra làm sao hết em làm mọi thứ cũng chỉ vì anh mà thôi bỏ đi à thằng lực nó còn nhỏ nó không biết cái gì thì em chỉ bảo nó hoặc nếu có đánh để nó nghe lời thì chỉ đánh vô mông nó chứ đừng đánh vô đầu và mặt em đánh nó cái vết trên mặt thế kia thì bao giờ mới lành diễm tròn mắt ủa em đánh nó hồi nào anh thấy em có tiếc nó thứ gì bao giờ chưa còn cái vết trên mặt của nó là do nó bị té mà nó không phải là con đẻ của em mà em cưng nó còn hơn nâng trứng vậy mà thành gọi bé tấn lực ra nghe ba hỏi cô diễm không có đánh con mà sao con nói cô diễm đánh con thằng bé sợ hãi nó ấm ức không nói nổi nên lời khi chính người đàn bà đang đứng bên cạnh mà ba nó bắt nó kêu họ là má đã đánh nó nhiều trận đòn hằng da xước thịt mỗi khi ba nó vắng nhà không thấy con trai trả lời thành nổi nóng nói nói mau sao lại đổ cho cô diễm đánh con bé tấn lực khóc òa lên diễm mở miệng đây nghiến còn nhỏ mà đã biết nói dối biết gấp lửa bỏ tay người rồi anh thấy đó anh kêu nó gọi em là má nhưng nó không kêu em là má bao giờ Một câu gọi là gì Nó cũng không gọi Tuy vậy mà em có nghĩ gì đâu Đó vậy mà còn đổ cho em đánh nó Người ngoài không hiểu Lại nói là gì ghẻ con chồng Nghe lời chăm thêm của Diễm Thành không kìm được cân tức giận Anh cầm cái thước kẻ bằng gỗ Một tay nắm chặt cổ tay đứa con trai Mà vang mà đánh vô mông nó Hư này Càng lớn càng hư ai vậy mày nói dối Tao không vậy mày Để sau này thiên hạ chửi là mất dạy hả Lì lợm này nói dối này Thằng bé đau đớn khóc thét lên Như cần lắm một sự cầu cứu của người khác Thế nhưng giờ chỉ có người đàn bà độc ác đang đứng nhìn mà trong lòng còn cảm thấy vui sướng, hả hê. Chương 84 Phản Chủ Mọi việc tưởng như dừng lại sau lần trang bị diễm thuê băng nhóm giang hồ tống khử thế nhưng trang không còn biết sợ khi bọn chúng hủy hoại ngoại hình cô đã không rời đất bình dương mà xin phụ rửa chén ở một quán cơm trên bến cát với mục đích chờ cơ hội để trả thù buổi trưa trang đi xe ôm xuống nhà ngọc trời mở cửa cho em vô với ngọc bên trong hỏi ai vậy em nè em trang nè Ngọc mở cửa cho Trang vô nhà, Trang tháo chiếc khăn ra khỏi mặt, khiến Ngọc giật mình, sợ hãi. Trang, sao cô lại ra nông nổi này? Đôi mắt Trang đỏ ngầu, hiện lên sự giận dữ, căm phẫn. Chế à, em xuống chỉ để nói với chế, hãy cẩn thận với con Diễm. Con đĩ chó đó, nó hại em. Nó đã kêu giang hồ hại em, và còn ép em biến khỏi đất Bình Dương. Ngọc hoảng hốt Trời sao lại tàn nhẫn như vậy Những vết sẹo trên mặt cô Và cả Cô hãy cẩn thận Đừng để chúng phát hiện ra cô còn đang ở Bình Dương Em biết rồi Thôi em đi đây Chế hãy cẩn thận nghe Giờ cô đi đâu Em đi xuống dưới này một chút Ờ Cô đi cẩn thận Cầm theo chai nước nha đam uống cho mát Cảm ơn chế Em đi nha Trong những ngày qua trang lập ra những cách trả thù hiệu quả nhất với ý nghĩ của cô muốn giết vua thì trước tiên phải hạ lũ cận vệ thời cơ đã tới một tên đàn em trong băng nhóm của hiếu thân với trang hắn có ý định phản chủ nên đã cấu kết và truyền thông tin cho trang biết hơn ba giờ chiều hiếu có cuộc hẹn móc nối buôn bán người sang trung quốc ở gần ga sóng thần Thế nên Trang đã trình báo trước công an tới bắt quả tang vụ việc. Võ quýt dậy gặp móng tay nhọn, không ai có thể ngờ rằng một tên giang hồ máu mặt như Hiếu lại bị công an bắt từ một phép tính mà Trang đã lập nên. Chương 85 Cá tính Là một nữ doanh nhân có cá tính, Hiếu thắng, Diễm đã sống quá mức cho phép, cô làm cho ba má mình phải khổ tâm và hổ thẹn với mọi người diễm đã tiêu xài vượt mức mà ông bà lâm không thể chấp nhận được ngoài khoản tiền lo cho thành diễm còn chi phí cho cả xã hội đen để chúng làm theo những điều cô muốn mỗi khi cần chính vì vậy minh khang em của cô đã lên tiếng chị hai hình như con người của chị cấu tạo bằng nham thạch khang tôi không muốn nói một câu nào với mày đi ra đi chị rất giỏi rất thương ba má chỉ có biết rằng chị đang làm cho ba má kiệt quệ cả tinh thần cho tới tài chính không tài chính mày nghĩ tiền bạc và sự phát triển của công ty là do ai làm ra tất nhiên là do ba má và tất cả công nhân viên của công ty làm ra mày nói mà không nghĩ tao nói cho mày hay công ty mà không có tao và anh thành thì được như ngày hôm nay chắc <laughs> chị tự hào quá rồi đó chị chỉ giỏi chửi bới người khác còn ông thành cũng chỉ là loại tầm gửi thôi cuộc đối khẩu giữa chị em diễm mỗi lúc càng lớn tiếng trong phòng làm việc ông bà lâm bức xúc chạy qua bà lâm nói giờ hai đứa con có thể ra về không cần ở lại đây bà má xấu hổ với người ta quá rồi ông lâm tiếp lời các con báo hiếu ba đó hả diễm thanh minh ba má không biết nó nói con gì đâu nó làm như con ăn hết tiền hết của của ba má không bằng đó bà lâm thẳng giọng diễm thời gian gần đây con chi tiêu quá nhiều bữa trước à, má xem sắp hóa đơn chi tiêu của con mà má không tưởng tượng nổi miệng ăn núi lở con có hiểu không sao ba má cứ bên nó hoài vậy ba má cho nó có khoản tiền lớn để nó đi chuyển giới bên nước ngoài Sao ba má không tiếc đi? Mà ba má tiếc với con? Mày im lại đi Chỉ em ruột mà không biết thương nhau Môi móc so sánh nhau đủ chuyện Trong cơn tức tối Diễm không kiềm chế được bản tính Lúc nào ba má cũng thành kiến với con Tại sao? Tại sao vậy? bà Lâm út ức trào nước mắt vì con Ông Lâm lớn giọng quát Thành kiến? Thành kiến là sao? Mày tự nghĩ đi Mày đã gây ra những việc gì Có lúc ba má mày ngồi ăn trong quán Mà xung quanh người ta xì xào này nọ Người thì bảo mày Chơi với giang hộ đâm thuê chém mướn Mày Mày gây ra bao nhiêu chuyện cho cái nhà này rồi Ai phải gánh chịu Chỉ có tao với má mày Phải hướng những tai tiếng hậu quả đó biết không Bà Bà Hà Tất gì Bà phải nghe lũ dân đen nhiều chuyện Nhưng Nhưng cũng không bằng tiếng đồn của người ta Về thằng con trai của ba má Người ta nói Con ông chủ công ty Lâm Khang Trai không ra trai Gái không ra gái Vì quá bức xúc Ông Lâm giơ bàn tay tác mạnh Vô mặt con gái Mày Không phải là người Cúc Cúc về ngay Chương 86 Bóng ơi là bóng minh khang là người đã vượt lên tất cả dư luận xã hội anh sống thật với bản thân mình anh không che giấu giới tính cũng không sống buông thả cho dù số phận thiệt thòi trong cuộc sống người ta thường chia sẻ cảm xúc với người yêu gia đình bè bạn còn minh khang thì lại nuôi một con thú cưng để nó gần gũi và tâm sự với mình chỉ bằng những tiếng kêu meo meo buổi sáng khang đem con mèo trắng của mình tới phòng khám thú y chào bác sĩ chào em dạ thưa bác sĩ mèo cưng của em hai bữa nay nó biến ăn bác sĩ khám giúp em nó với không sao đâu em vấn đề này là chuyện nhỏ dạ em cảm ơn có gì đâu mà em phải cảm ơn em đưa bệnh nhân tới phòng khám của tôi là một điều vinh hạnh minh khang thầm nghĩ anh bác sĩ này dẻo miệng thiệt mình phải ghẹo anh ta mới được bác sĩ bác sĩ có chữa được bệnh ấy không bệnh ấy là bệnh gì hả em là bệnh 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 gì nói đi đừng ngại em ôi em khó nói quá à nói đi đừng làm tôi hồi hộp bệnh của em Em bị sao? Thì em bị 3D đó mà. Trời, bồ tôi tôi còn không chữa nổi nữa là. Mà đây không phải là bệnh nha em. Ủa, bồ của bác sĩ bị gì vậy? Bồ tôi bị... Bồ tôi cũng là bóng. Hả? Bác sĩ nói thiệt không? Không lẽ bác sĩ cũng... Mà nhìn bác sĩ men thế kia cơ mà đó là nỗi khổ của tôi cũng như nhiều người đàn ông khác tôi đã phải gồng hết sức em à nếu sống thật thì tôi sẽ phải đóng cửa phòng khám này ngay vì sao bác sĩ phải đóng cửa trong khi bác sĩ là một trong những người cao tay trị bệnh cho chó mèo ở khu vực này em không biết vì sao hả dạ không với cái thân hình cơ bắp mạnh mẽ như bên trong con người tôi lại là một tâm hồn yếu đuối nếu tôi sống thật Thì tôi sẽ bung ra hết Sẽ làm cho người ta sợ hãi Lúc đó chó mèo cũng chạy Không thấy đuôi đâu Bác sĩ Giờ là năm 2009 rồi Xã hội cũng đôi chút nhìn nhận Về vấn đề giới tính Bác sĩ đừng quá bi quan Như em đây Em phẫu thuật chuyển giới rồi Giờ em sống lành mạnh Như bao người con gái công dung ngôn hạnh khác Không Tôi chưa thấy được điều đó Thỉnh thoảng tôi ngồi gần đám đông, người ta tưởng tôi là đàn ông chất nên họ cứ vậy mà nói chuyện tự nhiên với nhau. Họ nói con BD này, con BD kia. Họ còn nói nếu họ có con là BD thì họ sẽ từ luôn. Có người á thì lên tiếng nói về con nhỏ bạn của họ vì mê trai đẹp, nhưng lấy phải thằng chồng bóng ơi là bóng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, vợ thoa kem dưỡng da thì chồng cũng thoa kem dưỡng ẩm ôi tôi nghe thấy mà nhói lòng mình cứ như họ đang xúc phạm tôi chà đạp lên nỗi đau của tôi minh khang cười, <cười> bác sĩ hãy mặc kệ họ đi quan tâm làm chi cho mệt tai nghe thấy rồi thì phải suy nghĩ số phận cuộc đời bóng gió đâu có mặc kệ được chứ em em hiểu mà chờ em xíu nha em nghe điện thoại dạ con nghe nè má con đang ở đâu vậy? con đang ở phòng khám thú y bác sĩ dương. xong việc chưa con? nếu xong rồi á thì về nhà liền nghe con. dạ con về liền. nghe xong cuộc gọi đến của bà Lâm khang ra về. thôi, giờ em có việc em phải về. em cảm ơn bác sĩ. có gì đâu mà em cứ cảm ơn Hoài vậy. chúng ta cùng là chỗ chị em với nhau mà. chương 87 mươi những tấm hình. Minh Khang về tới nhà, bà Lâm liền gọi con vô trong phòng, vẻ mặt bà căng thẳng. Khang, lúc má ở công ty á, má nhận được lá thư chuyển phát nhanh này. Thư của ai gửi vậy má? Bà Lâm thở dài đưa lá thư và hai tấm hình kèm theo thư cho Minh Khang. Bà con á, vẫn chưa biết chuyện này, vợ má không biết phải làm sao nữa. Má, mà bình tĩnh nào bình tĩnh làm sao được con còn đọc lá thư và coi hai tấm hình này đi dạ Minh Khang mở lá thư là những dòng chữ không được nghe ngắn ra đọc kính gửi ông bà Lâm tôi tên là Trang là người trong hai tấm hình này tôi rất muốn gặp ông bà để nói về chuyện của tôi và cô Diễm con gái của ông bà Thế nhưng tôi nghĩ rất khó để gặp được ông bà Nên tôi phải viết những dòng chữ này gửi tới ông bà Tôi là người miền Tây Tôi lên Bình Dương cũng đã được mấy năm Và quen biết với cô Diễm Hồi đầu tiên tôi được cô Diễm dỗ ngọt Kêu tôi về làm phụ cho quán cà phê ngây thơ của ông Thành Và vợ cũ của ổng Vì cô Diễm quá yêu ông Thành Nên cô ta đã kêu tôi cho muối, nước mắm vô nước của khách để khách gây lộn, mục đích của cô diễm là muốn ông Thành và vợ cũ mâu thuẫn rồi chia tay. Về sau, khi tôi không còn giá trị cho cô diễm, nên cô ta đã thuê giang hồ cắt một bên tay và hủy hoại khuôn mặt của tôi, ép tôi phải rời khỏi tỉnh Bình Dương nhằm che lấp sự thật tôi chỉ muốn nói lên sự tàn ác của con gái ông bà để ông bà biết đường mà dạy bảo cô ta kéo tới khi xảy ra những chuyện khó mà lường trước được đọc xong lá thư minh khang cũng ngợp thở về sự việc mà trang trình bày ngay lúc đó diễm về nhà bà lâm bức xúc chạy tới hai tay bà nắm lấy áo con gái mày mày giết tao đi giết tao đi trời ơi vô phúc sinh ra loại con như mày diễm nhìn khang khang đưa hai tấm hình và lá thư cho chị gái cô đọc xong lá thư nhưng vẫn vên mặt bình thản má má tin cái trò khỉ gió này để làm gì tuổi này rồi mà má vẫn tin lũ bịp bợm lũ khốn này nó thấy nhà mình nhiều tiền nên nó muốn gây chuyện và tống tiền đó má còn gái của má làm sao mà dám làm những việc này Bà Lâm nhìn con gái bằng đôi mắt uất ức. Mày, mày ác quá rồi Diễm. Người ta mà đi kiện thì... Diễm suy nghĩ. Giờ ông Hiếu bị bắt rồi. Có khi nào ông khai hết ra không ta? Má, con cam đoan với má là con không quen con nhỏ trong hai tấm hình này. Minh Khang lên tiếng. Chị hai, mong chị hãy suy nghĩ lại mọi việc. nếu chị đã gây ra chuyện cho cô gái trong bức hình này, thì chị hãy đi gặp người ta mà xin lỗi và thương lượng bằng cách bồi thường cho người ta. mày khùng hả? việc gì tao phải tốn tiền tốn của với người ta không liên quan. chị đừng cứng đầu nữa. chị làm nhiều việc mà không ai có thể chấp nhận được. mày đừng có mà nói không cho tao nghe. em nói cho chị hay, ngay trước chị ngủ với ông thành trong khách sạn chị tự chụp những tấm hình phản cảm giữa chị và ổng vô tình em thấy khi mượn điện thoại của chị và em đã tự xóa những tấm hình đó chị biết vì sao em xóa hình không vì em nghĩ rằng chị sẽ dùng những tấm hình đó ép buộc ông thành và chọc tức vợ con ổng thế nhưng cuối cùng chị vẫn phá vỡ được gia đình họ mày mày Diễm giơ tay để tác Minh Khang, nhưng Khang đã nắm chặt cổ tay người chị vô nhân tính. Còn bà Lâm khi nghe thêm một sự thật, bà đã ngất xỉu dưới nền nhà. Chương 88 Mẹ Thiên Hạ Những việc mà Diễm gây ra đang được phơi bày theo sự tính toán của Trang. Một cô gái ít học nhưng lại rất tinh vi trong cách trả thù của mình. Từ những sự việc xảy ra, bà Lâm không giấu chuyện ông Lâm nên ông Lâm không còn cho Diễm quản lý tài chính trong công ty Lâm Khang. Vấn đề này đã khiến Diễm trở nên cuồng bạo. Bà má, chỉ vì lá thư của lục khốn nào đó vu khống con, mà ba má đối xử với con như vậy sao? Bà Lâm im lặng, ông Lâm nói, Mày không cần phải giải thích gì hết. Giờ mày có nói gì, thì tao cũng không tin. Tao coi như tao không sinh ra đứa con như mày. Mày không thích làm ở đây Thì về luôn đi Được Bà má cứ thử coi xem công ty Không có con xem Có làm được cái gì nên hồn không Diễm tức giận bỏ về nhà riêng Cô đứng mở khóa cửa cổng Thì bất ngờ trang mặt bộ đồ đen Đứng phía sau hỏi Vui không Diễm Diễm quay lại Trang tháo chiếc khăn trên mặt ra Mày làm tao ra khuôn mặt như vậy Mà mày cũng giật mình hả Diễm diễm căng thẳng trang tao không liên quan tới cái mặt quỷ của mày mày tính moi tiền tao nữa hả mày đừng mơ trang trợn mắt cô áp khuôn mặt mình gần khuôn mặt của diễm mày đừng chối nữa con chó mày nghĩ mày có tiền nên mày muốn làm mẹ thiên hạ chắc tao nói cho mày hay tao phải để cho mày sống trong cảnh dở sống dở chết cho mày nếm mùi vị những cái mà mày đã gây ra cho bao nhiêu người khác nghe Diễm. Trang đẩy Diễm ngồi bệt xuống đất rồi bỏ đi. Còn Diễm trong đầu cô điên loạn vội chạy vô nhà. Thấy bé tấn lực ngồi coi phim hoạt hình. Diễm cầm cái đồ bấm ném thẳng vô màn hình tivi. Tấn lực sợ hãi co vai lại. Dường như đứa bé là cái gai trong con mắt người mẹ kế. Nên không một chút suy nghĩ. Diễm cầm lấy đoạn dây điện ổ cắm cột chặt dây vô hai cổ tay đứa con riêng của chồng. Sau đó cô hành hạ đứa trẻ bằng những cái tác rất mạnh. Tại mày, tất cả là tại chú mày. Tao cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Bé tấn lực, đau đớn, không còn biết gì. Máu trong mũi bé trào ra, chảy xuống cổ áo. Ngay lúc này Thành về tới nhà, thấy con mình đang bị cột dây tra tấn. Anh vội lao vô ôm lấy bé tấn lực và đẩy Diễm ra cô điên hả điên hả diễm thấy thành ôm con cô càng nổi cơn diễm vừa khóc vừa cười lao tới cào cấu thành cô cầm ly cầm bình nước ném vô anh tại mày tất cả là tại mày hãy trả lại mọi thứ cho tao quá sức chịu đựng thành buông con trai mình ra anh đứng lên kéo diễm ra khỏi chỗ bé tấn lực đang nằm diễm vùng vẫy Cô thoát ra khỏi tay Thành và tiếp tục lao vô đứa bé. Vì bảo vệ con nên Thành chạy theo Diễm. Trong chớp mắt, Thành đẩy Diễm té xuống nền nhà. Những nhịp thở, thôi thớp cuối cùng của Diễm trong vũng máu khiến Thành hoảng hốt. Diễm đã chết trong bàn tay của người đàn ông mà cô đã từng dám làm tất cả mọi việc để có được người mà cô cho rằng họ phải thuộc về cô. Chương 89 Tình yêu vô bờ bến. Cuộc đời con người không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn rằng người đời đang phải nhìn nhận một quy luật trong cuộc sống, đúng như câu nói, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Trước khi tới phòng cảnh sát tự thú, Thành đã đưa trả lại bé tấn lực cho Ngọc. Bữa cơm chiều đoàn tụ khi đứa cháu ngoại trở về, ông Năm ngậm miếng rượu xong ngâm nga vài câu mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng bà năm nói ông ăn đi cứ uống không vậy bữa nay vui mà tấn lực về với ngoại mà bà cứ ăn đi kể tôi một lát sau khi đã quá men rượu ông năm nhắc giá như bữa nay Có cháu nam ở đây á thiệt vui lâu rồi á không gặp tôi lại thấy nhớ nó thằng nam á là số một đó bà vừa ngoan hiền vừa chững chạc mà không biết tại sao lâu nay không thấy cháu nó về khi nghe ông năm nói vợ chồng khánh nhìn nhau thấm đỡ lời ba ơi có lẽ anh nam bận nhiều việc khi nào có dịp anh sẽ về nhà mình mà ông năm ngụm thêm một miếng rượu mà vợ chồng con có hay gọi điện hỏi thăm nó không? Dạ, anh Khánh vẫn hay gọi cho anh Nam mà ba. Ờ, ừ, vậy là tốt. Là bạn thân của nhau á là phải hỏi thăm nhau thường xuyên nghe. Đừng bao giờ chờ đợi người khác phải quan tâm mình trước. Hãy sống tốt với người tốt với mình. Hãy yêu thương người đem tình cảm đến cho chúng ta. Dạ Trước bữa cơm chiều khi ông Nam nhắc tới Nam Bỗng dưng trong lòng Khánh dân trào nổi nhớ Đêm về khuya Khánh trằn trọc khó ngủ Những khoảnh khắc yêu thương giữa anh và Nam trỗi dậy Phải chăng Khánh đã thoát ra khỏi sự khống chế của buồn ngãi Khánh vùng dậy đi ra sân Anh càng nhìn cảnh vật trong đêm Thì càng nhớ Nam da diết Chờ tới sáng Khánh đã bắt xe đò đi Long Xuyên khi thấy khánh về ông sáu ngạc nhiên ông hiểu về mối quan hệ giữa khánh và con trai mình và ông luôn tôn trọng ba má trên nhà có khỏe không cháu dạ cháu cảm ơn bác ba má cho khỏe về nhà bác à, mà không đưa vợ con cuộc về chơi dạ để khi khác nha bác giờ nhà cháu mở thêm cái xưởng may tre đan nên cũng hơi bận mà bữa nay bác gái nhà mình đi đâu hả bác? À, bác gái lên Sài Gòn. Bữa mai á thằng Nam đi sang Úc, nên bác gái lên với nó. Nghe ông Sáu nói Nam đi Úc, Khánh vội hỏi, Bữa mai Nam bay chuyến mấy giờ hả bác? Bác cũng không rõ giờ, chỉ biết là buổi sáng. Thôi, cháu ra rửa mặt đi, rồi bác cháu mình ăn cơm. Lần này về ở lại chơi với bác Vài bữa nghe Bác ơi cho ăn cơm với bác xong Cho xin phép quay ngược về Sài Gòn Bác à, hãy thông cảm cho cháu nghe bác Cháu muốn chào Nam trước khi Nam đi Úc Nhưng giờ cháu không có số điện thoại của Nam Bác có thể cho cháu số điện thoại của Nam Và bác gái được không à Ông Sáu hiểu tâm trạng của Khánh Ông cầm điện thoại của mình đưa cho Khánh cháu à, kiếm số điện thoại trong danh bạ đi mắt à, bác kém khó nhịn dạ cho cảm ơn bác mà bác ơi cho thấy trong danh bạ điện thoại của bác trống không có số nào chuyện ơi có lẽ mấy đứa con nít mượn chơi trọ rộng rắn cắn đuôi nên à, nó xóa lộn rồi suốt chặng đường từ bình dương xuống long xuyên rồi quay ngược về sài gòn xa mấy trăm cây số khánh đã quên cả mệt giờ anh chỉ mong gặp được nam khánh ngơ ngác giữa dòng người tấp nập trong sân bay quốc tế tân sơn nhất đôi chân anh vội vàng chạy tới cửa kiểm tra an ninh nhìn thấy nam vừa đi vô cửa kiểm soát khánh gọi nam nam ơi nghe tiếng gọi quen thuộc nam quay đầu lại nhìn thấy khánh nam mỉm cười và vẫy tay chào khánh đứng một chỗ nhìn theo nam đi khuất dần theo lối rẽ trong anh giờ là tình yêu vô bờ bến dành cho Nam, nhưng có lẽ mọi thứ đã an bài theo số phận. Chương 90, những câu chuyện đời. Khi Nam được người thân bảo lãnh đi nước ngoài làm việc là điều bất ngờ đối với Khánh. Từ lúc ở cảng hàng không về, nỗi buồn rầu hiện trên khuôn mặt của Khánh. Lúc này anh cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Vạn Pháp do duyên Vạn sự tùy duyên, còn duyên thì sẽ gặp lại. Những lời chia sẻ của thắm dường như cũng không thể xoa dịu bớt nỗi niềm của chồng cô. Khánh muốn khóc, muốn gào thét thật lớn, thế nhưng giờ thì không thể trách ai mà khánh tự trách chính bản thân mình đã không giác ngộ sớm, không nghe, không tin lời của nam, để rồi giờ đây mọi chuyện đã thay đổi theo dòng thời gian. Một lát sau, khánh định thần lại, anh nói với vợ em em có biết tại sao trong suốt thời gian qua anh và nam không gặp nhau không à là do anh không muốn gặp cậu ta em nghĩ là anh và anh nam có mâu thuẫn gì đó nam đã nói với anh một chuyện xảy ra nhưng lúc đó anh không tin chuyện gì về anh bây giờ anh suy ngẫm lại anh thấy chuyện đó là có thật khoảng thời gian đó tự nhiên anh ghét nam không muốn gặp cậu ta. Nhưng có lúc anh lại nhớ Nam và muốn làm chuyện đó với cậu ta liên tục. Tới khi mâu thuẫn ngày càng gây gắt thì Nam phát hiện ra tụi anh bị cái bà thuê trọ ở gần phòng của Nam. Bà ta bỏ bùa ghét tụi anh. Khi nghe Nam nói thì anh lại phản ứng. Thấm nghe chồng kể lại câu chuyện cô hoảng hốt. Trời, mà sao bà đó hại tụi anh? Bà thích Nam mà. Vậy là đúng rồi anh. Trong thời gian đó em thấy mắt anh đờ đẫn và anh hay cáo gắt mà anh nam cũng ghét anh như anh ghét anh nam hả không nam thì càng quan tâm lo lắng cho anh cậu ta khóc suốt và rất đau khổ tội nghiệp anh nam quá em đọc trang sách tâm linh có biết là bù ghét có nhiều loại loại thì cả hai người đều ghét nhau loại thì một người ghét thì một người càng thương nó làm cho người ta đau khổ bấn loạn tinh thần bùa ngải đó là những linh hồn khuất mặt được các thầy bà nuôi cúng và họ sai khiến chúng làm theo các mệnh lệnh rất nguy hiểm nhưng chỉ cần con người sớm nhận thức được thì sẽ bớt đi sự nguy hại của nó những thầy bà làm bùa ngải về mục đích và lợi ích cá nhân sau này sẽ có kết cục thảm người thì sống trong cảnh khổ sở cô độc người thì hóa điên vì bị quân phản lại tất cả mọi chuyện xuất phát và kết thúc đều theo luật nhân quả anh à vậy bây giờ anh phải làm sao cũng có thể anh đã khỏi vì giờ anh đã nhận biết được mọi việc là do anh đã tỉnh lại sau những ngày bị buồn ngãi khống chế làm cho suy nghĩ của anh mù mịt không làm chủ được mình nhưng nhưng sao em nhưng em muốn anh niệm chú đại bi vì chú đại bi có luồng ánh sáng vô lượng của đức phật bồ tát soi đường và sẽ cứu nạn chúng ta vượt qua những cạm bẫy ưu minh giờ chuyện cũng đã rồi thôi thì vợ chồng mình hãy cầu mong cho anh nam đi làm ăn ở xa được may mắn mạnh giỏi sau này anh nam cũng sẽ về thăm quê em nghĩ anh nam sẽ trở lại bình dương nên em chỉ mong anh mạnh mẽ để cho ba má cho em cho con được an tâm anh hiểu em lên xưởng coi công việc ra sao đi giờ anh đi ra đây một chút dạ ráng chiều khoác màu áo tím, hoàng hôn bên kia sông hiện mỗi lúc một rõ hơn. Thỉnh thoảng ngoài sông lại có những chiếc xuồng chở đồ gớm xứ chạy qua, làm sự tĩnh lặng của mặt nước gợn sóng. Phía bên trong nhà ai đó đốt đồng nồng mùi rơm rạ, như muốn kiếm tìm lại cảm xúc đã từng có. Khanh đứng dưới rặng mù u, nhưng giờ trong anh là cảm giác cô đơn, yếu đuối. Khánh suy nghĩ, Giá như có bờ vai của Nam bên cạnh thì anh sẽ tự vô nam hát cho Nam nghe và thủ thỉ kể cho nhau nghe những câu chuyện đời. Chương 91. 8 năm sau. Thời gian như dòng nước chảy, 8 năm đã lặng lẽ trôi qua, từng ngày, từng tháng, Khánh luôn nhớ mong Nam, nhưng 8 năm nay anh và Nam đã không liên lạc với nhau. Từ một xưởng sản xuất nhỏ vợ chồng khánh đã phát triển lên thành công ty mấy năm qua công ty nam phong rất thuận lợi trong việc phát triển sản xuất đồ mỹ nghệ trong nước và ra cả thị trường nước ngoài nhưng thời gian gần đây công ty đã gặp phải nhiều sự cố trong việc sản xuất và xuất hàng tại cuộc họp buổi sáng khánh nói thưa các anh chị công ty chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn ba đơn hàng xuất đi chậm bị trả về hai mối khách hàng lớn họ không còn đặt hàng bên công ty chúng ta nữa nên có thể công ty phải tạm ngưng hoạt động một thời gian để tìm ra giải pháp chị tâm phòng nhân sự hỏi thưa giám đốc nếu công ty ngưng hoạt động một thời gian thì số công nhân của công ty sẽ giải quyết như thế nào à khánh nêu ý chị tâm chúng ta cứ giải quyết đúng theo luật lao động nếu ai muốn xin việc làm ở nơi khác thì giải quyết cho họ thôi việc còn nếu ai chờ khi công ty có hàng làm lại thì trong thời gian chờ việc họ sẽ được hưởng lương phần trăm nghe chị tâm dạ thưa giám đốc cuộc họp đang diễn ra thì cường gọi điện về cho khánh anh khánh em vừa đi gặp một vị khách hàng mới họ trao đổi với em về sản phẩm mà họ cần đặt không biết công ty mình có sản xuất như vậy được không nếu công ty mình đáp ứng được yêu cầu của họ thì họ sẽ đặt hàng với số lượng nhiều cụ thể ra sao cậu về công ty nói rõ cho anh hay nha dạ chiều hôm sau nữ giám đốc cùng trợ lý công ty sen vàng là khách hàng mới họ đã tới công ty nam phong mời chị ngồi tôi là khánh bữa qua tôi có nghe cậu cường nói tới công ty sen vàng cảm ơn chị đã tới công ty tham quan dạ cảm ơn giám đốc tôi là võ liên là giám đốc công ty sen vàng bên công ty tôi đã tìm hiểu về công ty mỹ nghệ nam phong chúng tôi hài lòng về nhiều mẫu sản phẩm của công ty Nam Phong nên bên công ty tôi sẽ đặt hàng bên công ty anh sản xuất cảm ơn chị cảm ơn công ty Sen Vàng đã tin tưởng công ty chúng tôi dạ không có gì có lẽ bên công ty Nam Phong chưa từng dùng dây nhựa giả may đang sản phẩm phải không anh nói thiệt với chị là từ trước tới giờ công ty tôi chuyên dùng may tre thật dạ Biết đâu lần này bên công ty anh làm hàng cho bên công ty tôi bằng chất liệu dây nhựa giả may và bên anh lại thấy tiện ít hơn. Tôi cũng hy vọng là như vậy, giám đốc Liên. Đây là mấy hộp dầu mù u, tôi gửi chị đem về vừa là để dùng, vừa là làm quà cho người thân. Gọi là chút quà đất bình dương chứ tôi không có ý gì đâu. dầu mù u, nó có công dụng đặc biệt đó anh. Dạ má tôi và bà xã cũng hay dùng, tôi thấy nó cũng hiệu nghiệm lắm. chương 92 chương cuối gió qua rặng mù u trong lúc công ty Nam Phong gặp khó khăn thì may mắn đã gặp được đối tác mới là công ty Sen Vàng, họ như vị thần cứu mệnh. từ ngoài nhà thấm pha một ly cà phê phin đem vô cho chồng anh anh uống cà phê đi cà phê này là của công ty sen vàng biếu đó anh chị liên nói đây là cà phê tự rang xay thật ngại quá công ty sen vàng là khách hàng của công ty mình đáng lẽ ra mình phải biếu họ đằng này họ lại biếu mình dạ cũng may mắn là nhà mình có trời phật phù hộ gặp được công ty sen vàng chính vì vậy mình đã nợ công ty sen vàng một ân nghĩa anh à ừ thôi em chuẩn bị đưa má và chị hai đi chùa đi lúc quay về á ghé vô nhà chị ba đón thằng lực với bé mi xuống chơi với thằng phong bữa qua nó cứ nhắc anh chị nó hoài giờ anh lên công ty sao bữa nay anh lên công ty sớm vậy anh lên sớm là vì anh sắp xếp lại một số thứ trong phòng làm việc sáng nay có cuộc hẹn với công ty sen vàng nghe chị liên nói sáng nay có một vị khách hàng quan trọng Họ sẽ tới cùng với chị Liên tham quan công ty mình Dạ Em, bữa nay ba đi đâu từ sáng sớm vậy? Ba hả? Ba đi tập thể dục cùng mấy bác trong ấp đó anh Ừ, thôi anh đi Dạ Trong phòng làm việc của Khánh Anh đã sắp xếp lại mọi thứ trong mỹ quan hơn Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Khánh mời Mời vào Cường mở cửa đi vô Thưa anh có công ty sen vàng tới họ đâu rồi cậu dạ họ đang dưới phòng khách cảm ơn cậu khánh vội đi xuống phòng khách chào chị liên xin lỗi đã để chị ngồi chờ không sao tôi là người xin lỗi anh mới phải vì tới sớm hơn giờ tôi đã hẹn anh chị đừng khách sáo mời chị uống nước cảm ơn anh bữa nay tôi đưa người mà tôi đã nói với anh tới đây chờ một lát Họ đang lấy đồ ngoài xe Dạ cảm ơn chị Bỗng một người bước vô Không ai khác người đó Chính là Nam Tưởng mình hoa mắt Khánh lấy tay dụi khóe mắt Chị Liên nói Có chuyện này tôi chưa nói cho anh Khánh hay Đây là Nam Em họ của tôi Đồng thời Nam là người sáng lập ra công ty sen vàng Và đề xuất tôi làm giám đốc Giờ tôi phải đi công việc Hai người nói chuyện tự nhiên nghe Nam mỉm cười nhìn Khánh Khánh nghẹn ngào trào nước mắt Anh không thốt nổi nên lời Nam bước lại gần ôm lấy Khánh Hơi ấm bắt đầu nhen lên cơ thể của hai người họ Sau đó Khánh cất tiếng hát khe khẽ Đi quên quay, ni dù sen quay đi dù chi phèn đi ye chen quá đi ai ye chen tay giao đi xin bỗng nam buông tay ra khỏi người khánh ông quên mất đây là nơi làm việc một tay khánh nắm chặt bàn tay nam một tay anh mở điện thoại gọi về cho thắm em à em chuẩn bị cơm trưa nay có anh nam về chơi nghe anh nam nào hả anh anh nam quê ở long xuyên đó em anh nói thiệt hay là giỡn em vậy thiệt mà nấu canh chua nữa nha em dạ anh đưa anh nam về nhà sớm cho ba má vui nghe ừ nam nói với khánh chưa gì mà đã gọi điện nhưng mà nhưng mà sao hả nam mình thấy sao đó bỏ đi biệt tích bao nhiêu năm Giờ đột nhiên xuất hiện Sợ mọi người sốc Không sao đâu Nam về là ba má và thắm vui lắm Hy vọng là như vậy À chiều nay Khánh đưa mình ra quán Bà Bảy ven sông nghe Ngày trước mà không có bà Bảy Và chú Tám Lữ thì mình đã Mình có nghe bà Bảy kể lại Hả Khánh cũng biết rồi hả Tất nhiên là biết chứ Nam Cảm ơn Nam và công ty sen vàng đã cứu công ty nam phong nếu không có công ty sen vàng thì giờ này nô no, nam chỉ làm việc có thể chứ có cứu vãn ai đâu mà sao nam lại đặt những đơn hàng là những sản phẩm đang bằng dây nhựa giả may khánh à so ra thì dây nhựa giả may bền hơn may thật và lại là những sản phẩm đang bằng dây nhựa giả may có thể để ngoài trời Hiện nay nhiều quán cà phê, nhà hàng Họ đang thịnh hành loại bàn ghế đang bằng dây nhựa giá mây Dây nhựa giá mây mua rất dễ Mà có thể giá còn thấp hơn dây mây thật Ok, Nam nói rất đúng Mây thật có lúc khan hiếm Mua vô giá cũng cao À, mà sao bữa nay Nam không đưa bà xã tới cùng Bà xã nào hả Khánh? Không lẽ Nam còn... Phải, Nam vẫn độc thân Hả? Tại sao vậy Nam? Khánh biết rồi còn hỏi. Vậy là... Mà Nam khi nào quay sang Úc? Lần này Nam ở hẳn luôn, không đi nữa. Ba má cũng có tuổi rồi, mình muốn dành thời gian gần gũi ba má. Ok Nam, thôi, mình về nhà kể mọi người mong. Ok. Buổi trưa nhà ông Nam trở nên vui nhộn khi có Nam xung vầy sau khi dùng bữa Khánh dắt chiếc xe gắn máy cũ ra ngoài. Anh chở Nam ra quán bà Bảy ven sông. Dạo này vì bận việc nên Khánh không biết bà Bảy đã đóng cửa quán. Bà theo con về quê sinh sống. Cùng một động tác, Khánh và Nam đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Rồi cả hai chạy ra nơi mà họ đã gửi gắm nhiều kỷ niệm nơi đây. Đứng dưới cội mùa u, Khánh hỏi Nam. Không biết người ta đi nước ngoài chừng đó năm liệu họ có nhớ 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 chứ nhớ khánh nhiều lắm nhưng phải ráng khánh cũng vậy nhiều đêm ngủ mơ thấy nam thiệt không thiệt mà ông chủ nam ở đây chỉ có hai người không có ông chủ nào hết khánh này làm gì thì làm khánh phải cân đối việc quan tâm chăm sóc gia đình đó nghe thắm là người vợ cao cả. Khánh gật đầu cười, Nam nhìn Khánh, anh đọc mấy câu thơ. Một mai em có ngậm ngùi, thèm ăn bí luộc, nhớ mùi canh chua, hãy về thăm lại chốn xưa mà coi trăng rớt và nua ánh vàng. Thật sự, Nam vô tình đọc được bài thơ này, những câu thơ luôn thúc giục Nam mau chóng thu xếp trở về Việt Nam. Mình cũng đọc bài thơ này rồi, là bài Buồn con chim sáo. Khánh à, Khánh nhắm mắt lại đi. Ừ, ok. Khánh có nghe tiếng gió thổi ngoài sông không? Có. Thiên nhiên có gió, nước, mây trời, con người có tình yêu tình cảm thì mới ở bên nhau. Và Khánh tiếp lời. Và từ nay chúng ta sẽ không để lạc mất nhau nữa. Khánh đi lạc ở đâu thì mình cũng sẽ đi tìm. I love you. Ngoài sông những ngọn gió mới ùa vô thổi qua rặng mùa u, mùa u đang mùa trổ bông, những cánh bông trắng ngần rụng vương đầy trên mái tóc nam và khánh. Họ ngồi tựa vai nhau, yêu thương nồng nàn bằng cái chạm môi nhẹ nhàng, hạnh phúc và cùng lắng nghe sự bình yên đến bên đời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Gió qua sẵn mùa u của tác giả nhà băng Trà Bình trên kênh truyện Chị Dậu. Nếu yêu thích, quý vị đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe nhé. Cũng như bày tỏ cảm xúc bên dưới phần bình luận sau khi nghe xong truyện nha. Còn bây giờ thì, Gia Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo.